bạn lại nhé. Vậy là rồi, tôi quên tôi tắt cái wifi đi, thành cùng là nó lại lấy cái wifi ở trên lầu 2 xuống. Rồi bây giờ chắc được rồi. Cũng trên trên mà lầu tít lầu lầu là cách đây một lầu nữa thì cái wifi xuống đây là yếu. Rồi xin các bạn vào lại. Rồi chị Nga xem vào lại để chị nói tiếp đi. Vì là tôi nói vừa nãy ở cái phần kia. Rồi chị chào Nguyễn Xuân. Chào Nguyễn Thăng. Cái này là do lỗi kỹ thuật, là do tôi. Vì trước khi mình like á, mình tắt cái module đi, mình khởi động lại thì nó lấy cái ID lại. Nhưng mình quên là mình lại không kiểm tra cái điện thoại này nó bắt wifi nào. Cuối cùng nó phải bắt wifi ở trên kia, nó không bắt wifi ở dưới này. Rồi các bạn cứ vào chờ một chút xíu nữa. Công Xuân, rồi từ tiếng giờ tôi bỏ tai nghe ra chắc là được rồi. Rồi xin mời chị Nga lên lại, mình nói lại cái phần vừa nãy là do trục trặc kỹ thuật, là do lỗi do tôi. Rồi. Vâng, xin chào chị Nga. Chào chào các anh chị ạ. Có nghe rõ không ạ? Không, bây giờ nghe chứ rõ hồi nãy rồi. làm sao Vừa nó nãy có bị là đứt không? do tôi, vì tôi khởi động cái module ở dưới nhà. Và cuối cùng nó bắt thêm cái module ở trên, thành công là khi mình vào lại thì là mình khởi động lại cái module thì không lại 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 không được. Điện thoại nó bắt module ở trên thành cái yếu. Vâng, bây giờ được rồi chị ạ. Vâng, thế tôi nói lại nha. Tôi nói Vâng. lại. Tức là hồi nãy thì anh Bằng anh ấy cũng đã nói nhiều về cái chuyện mà về cái quan hệ của Việt Nam và Trung Quốc cũng như là các nước láng giềng, thì tôi không đi sâu vào cái khía cạnh như của anh Bằng nữa vì nó trùng lặp. Tức là những cái chuyện hiệp ước giữa mình và Trung Quốc rồi các cái này nó kia tôi không nói nữa. Tuy nhiên tôi chỉ nói về sơ qua về vấn đề như thế này này. Thứ nhất á là bây giờ mọi người cứ hay nói về Trung Quốc đúng không? Tôi nói là Việt Nam mình là phải lệ thuộc vào Trung Quốc, rồi Việt Nam bị cái này cái kia, rồi Việt Nam bị Trung Quốc, người ta đại khái là đô hộ rồi phải lệ thuộc. Nhưng mà tôi dẫn chứng như này nhé, một vành đai một con đường của Trung Quốc á là đã triển khai cả mấy năm nay rồi. Thì hiện nay á là có năm nước là Montenegro và Djibouti là những cái nước mà bị rơi vào cái bẫy nợ của Trung Quốc. Ngoài ra thì có thêm bốn nước nữa gồm có Lào, Kyrgyzstan và Mông Cổ là những nước có nguy cơ tiếp tục rơi vào cái bẫy nợ của Trung Quốc. Và các bạn biết là một số nước bây giờ là không trả nợ được, là coi như là phải giao luôn cái cảng cho Trung Quốc hoặc là giao luôn cả cái con đường đấy cho Trung Quốc, ví dụ như là nước Sri Sri Lanka Lanka này sao cả. hoặc là Montenegro này, ví dụ nhé. Đấy, ví dụ như thế. Nhưng mà Việt Nam mình là không có. Các bạn thấy không? Đấy. Thế thì bây giờ tôi nói Vâng, lại cái vấn đề hồi nói nãy. đây. Các bạn, tại Vâng, bây giờ nói chị Nga này, bây giờ thì cái đầu tư của Việt Nam, bây giờ chị có nắm được cái đầu tư của Trung Quốc vào Việt Nam hiện nay đứng thứ nước thứ mấy hiện nay đầu so tư với tất cả của các Việt nước đầu Nam, tư Việt của Nam? Trung Quốc còn đang là đứng thứ 6. Còn vừa rồi á, Vâng, cái đúng là rồi. năm vừa rồi á, thì vừa rồi á, là tính toán á, là người ta nói là cái nguồn vốn của Trung Quốc đầu tư ào ạt về Việt Nam, thực ra không phải, là họ bị tính bị trùng lặp. Tôi nói ví dụ như này này, cái công ty bia của ông cái ông mà Sapeco ấy, ông thành lập công ty ở tại bên Hồng Kông, xong ông lại chuyển vốn về Việt Nam, như vậy là bị lặp 2 lần, đúng chưa? Đấy, tôi nói ví dụ là như thế. Thế bây giờ cái chỗ của Trung Quốc đấy là hiện nay là cái tỷ trọng của cái người người của Trung Quốc là so với các cái nhà đầu tư khác là vẫn chưa phải là lớn, đúng không? Mà cái quan trọng nhất á, là Việt Nam mình không bị lệ thuộc vào cái nguồn vốn của Trung Quốc. Tôi nhắc lại một lần nữa, tức là không bị nhắc vào cái bẫy nợ của Trung Quốc và cũng như là không hoàn toàn là không 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 ấy. Còn cái đường sắt Cát Linh Hà Nội á, tôi thật anh chị, bây giờ tôi nhắc lại một lần nữa này, cái đường sắt tại cái đường sắt trên cao ở tại bang California của Mỹ á, là coi như là cũng đã là bị trễ trễ hẹn tới 13 năm rồi, tức là bị kéo dài tiến độ 13 năm. Trong đó ông Trung vừa rồi là ông đe dọa là ông sẽ cắt bỏ cái tiền hỗ trợ của chính phủ là 960 triệu đô la.
thậm chí ông còn nói là bỏ cái đùa luôn, cái chỗ đó đi không làm nữa, chứ không phải là cái chuyện là chỉ có ở Việt Nam, tức là cái đường sắt ở phía trên cao ấy, ở tại Cali đấy. Rồi đấy là nói về Trung Quốc thì tôi chỉ nói sơ để cho các anh chị thấy không, tức là Việt Nam mình không hề vướng vào cái bẫy lợi của Trung Quốc và không bị phụ thuộc vào Trung Quốc, cái nguồn vốn của Trung Quốc, đúng chưa? Còn cái chuyện đầu tư, còn cái chuyện mà đi du lịch này nọ kia, hoặc là cái chuyện buôn bán là cái chuyện đương nhiên rồi, bây giờ không thể mình một người một chợ được, đúng không? Đấy, mình buôn bán thì tất cả các mọi người ai mua thuận mua vừa bán thôi, tất cả các nước khác mình xuất khẩu nhiều qua Trung Quốc càng tốt thôi, chứ đâu nông dân mình đều có thấy đúng không? Còn có những cái mặt hàng mà mình cảm thấy mình nhập được của Trung Quốc, tại vì thực ra các công ty nói là nhập của Trung Quốc, ví dụ như mà đa số những cái hàng tôi nói như là cái cầu sông Hàn ở Đà Nẵng này, có phải là cái mà công nghệ của Trung Quốc không, tại Thượng Hải của Trung Quốc mang về không, cầu rồng cũng thế đấy, tức là Trung Quốc nó có, nhưng mà nó thực ra nói là nhập từ phía Trung Quốc, nhưng mà có thể là những cái hàng đó là hàng của các công ty đa quốc gia, vì Trung Quốc hiện nay là một cái công xưởng của thế giới, các bạn phải hiểu là như thế đấy, đừng 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 có một cách mà cách đoan. Còn với tôi nói như thế này nhá, ngoài ra ở đây á, là tôi nói vấn đề như này này anh Bạc này, em nói như này này, tức là mình tại sao mình cứ cứ chữa cứ nói Trung Quốc mà mình lại không nói những cái thằng khác ở bên mình, ở bên cạnh mình á, tôi nói như này này, Thái Lan và Singapore, không phải là mình để mình so sánh hoặc là mình khơi dậy những cái gọi là cái thù hằn dân tộc, nhưng mà cái lịch sử nó là lịch sử, sự thật nó là sự thật, đúng không? Tại sao mình ghét ghét đó mà mình không nói? Tôi nói này, thứ nhất Singapore á, Singapore làm giàu được á là trong đấy có máu và nước mắt của người Việt Nam, giống như Thái Lan là như vậy. Chính xác. Vì những năm chiến tranh của Việt Nam, Singapore một tháng bán 600 triệu tiền 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 dầu, chưa kể các cái dịch vụ hậu cần khác, ví dụ như sửa chữa tàu thuyền này nó kia, đúng không? Thì tính ra trong 10 năm liên tiếp á, thì tình người ta tính á, chính người ta đã hỏi ông Lý Quang Diệu câu đó là tới 70 tỷ đô la cái thời điểm đó, tức là quy đổi ra tiền bây giờ nó khoảng hơn 200 tỷ đô la hoặc là gần tương đương như thế, đúng không? Đấy tôi nói ví dụ như thế. Hoặc là Thái Lan thì đã cho quân đội Mỹ là thuê căn cứ quân sự này, thuê cái sân bay Đôn Mường này, thuê hai căn cứ quân sự bên đó và thuê cái sân bay Đôn Mường qua ném bom tại Việt Nam. Thái Lan sau đó, Thái Lan và Singapore là những năm nước ASEAN đầu tiên thành lập để mà chống lại cái việc thống nhất Bắc Nam của mình, nói thẳng ra câu là như vậy, đúng chưa? Thái Lan á, sau này á, và Singapore là những người mà ủng hộ nhiều nhất cho Cơ Bê Đỏ. Nếu như ông Lý Quang Diệu đã từng sang Thái Lan và sang Campuchia vào những năm 75, đúng không? Viện trợ cho Campuchia, cho quân đội Campuchia vũ khí và các cái hàng nhu yếu phẩm. Sau này khi mà quân đội Việt Nam đánh sang Campuchia thì chính ông Lý Quang Diệu là người đã ngăn cản cái viện trợ nhân đạo vì sợ là rơi vào tay quân Việt Nam. Đó, với lý do là như thế, đúng không? Còn Thái Lan á, khi cuộc chiến tranh của Việt Nam và Campuchia ấy, thì Thái Lan đã cho Trung Quốc thuê cái căn cứ là tới 1 tỷ 3 đô. Và thuê cái căn cứ vào phía sâu ở trong 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 đất Thái Lan là 11 cây số. Đúng chưa? Thái Lan còn lập cái cầu đường hàng không để tiếp tế quân cho Khmer Đỏ. Cho nên cuộc chiến tranh, cho nên là người Việt Nam mình, quân đội Việt Nam đã phải ở Campuchia tới 10 năm mà cuộc tranh nó không kết thúc được. Đấy thì tại sao chúng ta không, tức là những kể cả Thái Lan cả cả Singapore đều là những nước mà làm giàu ở trên xương máu của đồng bào mình, làm giàu trên xương máu của Campuchia, tại sao mình không nói mà mình lại chỉ nói vào cái thằng Trung Quốc thôi, đúng chưa? Còn tôi nói thật với các anh chị nghe chưa, thực ra Trung Quốc á, nói đây á, thì tôi nói là thực ra Trung Quốc so với Nga và Mỹ hiện nay Việt Nam đang quân sự là chưa thể thứ nhất về khoa cơ bản, về các cái thuật toán thì người Trung Quốc vẫn còn kém xa người Mỹ và người Nga nhiều lắm, nhất là về các cái thuật toán, cái thuật toán để trong 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 cái khoa cơ bản, đúng không? Cái tàu sân bay Liêu Ninh của Trung Quốc á, là các bạn biết á, là mua của Ukraine về tân trang trở lại, nhưng mà cái cáp để hãm tàu ấy thì lại Nga không bán cho mà anh phải mua của Brazil. Thứ hai đó là hiện nay Trung Quốc á đã đóng hai cái tàu tiếp một và tiếp hai, nhưng mà là theo công nghệ cũ, và người ta mới tính được rằng là tôi mới đọc sơ qua trên cái tạp chí ở trên quân sự, thì tôi không phải là quân sự nên có thể là tôi nói là tôi không có được là sâu như các anh chị, tôi chỉ nói được bằng sơ sơ thôi, tức là khoảng 10 6 ngày là coi như là hết 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 nguyên liệu rồi. Thứ ba nữa là cái máy bay tiếp dầu là Trung Quốc cũng chưa sản xuất được về về hải quân, tại vì khi mà anh bay xa thì anh phải có cái máy bay tiếp dầu chứ không thì anh vẫn chưa làm chủ được cái công nghệ đó. Trung Quốc đa số là ăn cắp công nghệ của Nga bằng cách ví dụ như mua các vũ khí khí tài của Nga về xong mổ xẻ ra xong ăn cắp sao chép lại, ví dụ như cái máy bay gì gì mấy đó, gì gì năm gì sáu gì đấy, đại khái là kiểu kiểu như thế. Hoặc là hiện nay là Trung Quốc là đang cố gắng mua cái máy bay là
Su-35 của Nga về, nhưng mà cái động cơ là không thể sản xuất được, chắc chắn là không thể mở ra được, không thể giã cái đó ra để làm được. Đấy, tôi nói là như thế, tức là về mặt tiềm năng. Còn về tiềm năng về kinh tế á, thì tôi nghĩ là như này này, chúng tôi ngồi tôi nghĩ riêng riêng cá nhân tôi cũng như là một số người mà làm về kinh tế á, thì chúng tôi mổ xẻ rất kỹ, thì tôi mới thấy là như này này, thực ra Trung Quốc á, thì không thể nào mà bề dày thì không thể nào bằng bằng Mỹ được. Bởi vì sao? Hiện nay á, trong 20 cái trung tâm tài chính lớn của thế giới á, thì Trung Quốc là chỉ có hai, Thượng Hải là một, Hồng Kông là hai, trong cái Mỹ là có năm. Mỹ có 5 trung tâm tài chính lớn của thế giới đó, bao gồm là Boston này, Chicago này, San Francisco này, rồi là Washington DC và New York. Và trong 10 cái trung tâm mà lớn nhất thế giới á, trung tâm tài chính lớn nhất thế giới á, thì Mỹ lại chiếm một, là Trung Quốc có một, Trung Quốc có hai, nhưng mà lại một cái là thừa hưởng từ Hồng Kông. Hồng Kông trước kia là thuộc địa của Anh, sau này bàn giao cho Trung Quốc, nhưng hiện nay Hồng Kông là đã đứng sau Singapore về cái trung tâm về tài chính của thế giới. Thế bà lượng dự trữ vàng của Mỹ hiện nay là trên 8.000 tấn, Trung Quốc hiện nay là khoảng 1.800 tấn, chưa kể là một cái kho ngoại quan vàng, đúng không? Thứ ba nữa là Trung Quốc đã cố gắng đưa cái đồng nhân dân tệ lên, nhưng mà hiện nay cái đồng đô la nó vẫn là cái phương tiện thanh toán chủ chốt của trên thế giới, đúng không? Đó, bên cạnh song 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 với lại cái đồng euro, kệ đó, nó vẫn là cái phương tiện thanh toán chính của trên thế giới. Như vậy là cái việc mà lũng đoạn tiền tệ của trên thế giới của Trung Quốc thì nó vẫn yếu rất là nhiều so với Mỹ. Đó. Rồi là về các cái công nghệ, về công nghệ thì Trung Quốc đa số là ăn cắp công nghệ của Nga và Mỹ, chứ còn chưa 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 thể là bằng được. Đấy, đấy, tôi nói là như vậy. Thế còn về Việt Nam thì tôi nói như thế này. Thứ nhất á là tại sao á, vừa rồi á, tại sao tôi nói về Việt Nam, cái này nó không phải là mình tự sướng, nhưng mà rõ ràng á là vấn đề ở đây á là chúng ta có việc tự hào. Vì vừa rồi á là một cái tờ báo của Thái Lan ấy, nó có nói á, nó là nó cảm thấy giật mình bởi Việt Nam hiện nay đã trở thành một ông trung lưu của châu Á. Mà tôi nghĩ là trung lưu là chuyện bình thường thôi, còn các cái nhà nhà kinh tế người ta sẽ nói á là Việt Nam sắp tới sẽ trở thành con rồng thứ năm của châu Á. Có bốn con rồng của châu Á đưa lên, đó là Singapore là một này, Hàn Quốc là hai này, Hồng Kông là ba này, và Đài Loan là bốn. Đó, thì Việt Nam sẽ là con rồng thứ năm. Đó. Thế còn 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 cái câu nói của ông Kim Diệu thì tôi cũng không rõ là ông ý ý gì, tôi không nói, nhưng mà tôi nói từ cái chỗ cái phân tích của ngân hàng Singapore, đó, ngân hàng phát triển Singapore. Đấy, DBS ấy. Thì tôi nghĩ là họ cũng có những cái giật mình. Và nhớ lại cái câu nói của ông Lý Quang Diệu cách đây là mấy chục năm ấy, ông nói là cái người mà để mà cạnh tranh với cái vai trò của Singapore là cái đầu tàu kinh tế ở Đông Nam Á đó, chính là Việt Nam, không ai khác, chính là Việt Nam. Thì tôi nói với các bạn như thế này nhé, Singapore thì nó thực ra trong những năm 70 á, thì Singapore đang là đứng thứ ba của về về lọc dầu của thế giới rồi. Thì hiện nay á, Singapore có một cái là cái cảng của Singapore ấy, tức là cái vị trí của Singapore á, tức là nó nằm ở cái eo biển Malacca, tức là đường nối giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương, đúng không? Đấy, thì nó đã có 200 năm rồi. Đấy, và nó có Singapore hiện nay là nước á, là cái cảng của Singapore hiện nay á, và cái cảng Rotterdam của Hà Lan á, là nó là hai cái cảng lớn lớn nhất nhì thế giới. Nó kết nối 600 cảng, các cái cảng của 123 nước. Thì Singapore thì là hiện nay á, là tôi nói với các bạn á, là nó là về cái logistics á, là nó đứng đầu thế giới cả về hàng hàng biển, cái cả biển đấy. Trong đó Singapore thì nó cái dịch vụ logistics thì nó có rất là nhiều thứ trong đấy. Trong đó là Singapore lại còn quản lý 600.000 mét vuông về các cái kho bãi ở trên thế giới nữa. Còn nó có khoảng trên 30 các công ty mà làm về kho vận, về vận chuyển hàng hóa, rồi cái dịch vụ logistics kèm theo nữa, tức là cái mà dán nhãn hàng hóa này, thủ tục giấy tờ này, rồi vân vân các cái thương lại, chứ không phải logistics là chỉ có mỗi là cái là kho vận và giao nhận hàng hóa đâu, nó còn kéo theo những cái dịch vụ khác nữa. Thì đấy, thì tôi nói như vậy. Thế thì tại sao bây giờ mình mới nói như này này, thứ nhất về sinh à, về về Thái Lan thì các bạn biết á là hiện nay á, là theo tôi đã vừa rồi tôi xem lại trên tất cả những cái báo cáo kể cả của nước ngoài ấy, thì người ta nói là hiện nay cái du lịch của Việt Nam mình á, là đang cạnh tranh
rất lớn với cái du lịch của Thái Lan, là cái ngành công nghiệp không khói đấy. Việt Nam mình trước kia nhắc đến Thái Lan á, thì khi người ta lo cái nghỉ dưỡng thì người ta tới Phuket ăn chơi thì đúng rồi, tới Phuket ăn chơi thì tới Pattaya đúng không, vào Bangkok đúng không, còn du lịch tâm linh á, thì tới Chiang Mai. Tuy nhiên ở Việt Nam hiện nay á, người ta đã chuyển hướng không tới Phuket nữa, mà họ tới Đà Nẵng này, tới Nha Trang này, tới Quy Nhơn này, tới Hạ Long này, và tới một cái số những điểm khác đấy. Vì sao? Vì sao cái cơ sở tầng và những cái resort của Việt Nam nó đều đạt cái tiêu chuẩn rồi đấy. Còn về và cái một cái lợi thế lớn nhất của cái Việt Nam á là nó không có IS. Đó, nó không 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 có cái khủng bố, đấy theo đối, và cái vùng Phuket đấy, cái vùng vùng mà kỳ dưỡng tốt nhất của Thái Lan á, thì nó có IS, đúng không? Đấy. Thì người ta đến các cái khách châu Âu bây giờ nó chuyển như thế. Thứ hai nữa là ví dụ Nhật, hiện nay nó chuyển khách từ Maldives. Nó là hoàn toàn có thật. Nhật đã chuyển là 5.000 khách, là thay vì đến Maldives thì đã tới Phú Quốc. Đấy. Và cái địa điểm mà tốt nhất hiện nay của đối với người Hàn Quốc đó, là đi nghỉ dưỡng thì người ta tới Việt Nam. Đấy, chứ còn chứ, chứ người ta không tới Thái Lan. Đấy, tức là nói về về vấn đề thứ hai á, về nông nghiệp. Nông nghiệp thì Việt Nam hiện nay á là đã đứng hàng thứ bên là cạnh tranh với Thái Lan về xuất khẩu gạo. Thì bên cạnh đó thì những năm gần đây á, thì Việt Nam đã phát triển cái nông nghiệp xanh sạch và công nghệ cao. Thì ngoài á, các cái chuyên gia của Nhật và của Israel họ tới Việt Nam để mà họ cao ấy và kỹ thuật cao ấy, thì ở tại Gò Vấp chỗ anh đấy anh bằng ạ, đấy là nó có một cái trung tâm nghiên cứu đó, trung tâm nghiên cứu về nông nghiệp đó, cũng rất là lớn đó, đó. Tại Gò Vấp ấy, nó cho chỗ đó là nó có nó cả các cái loại các cái giống cá này, rồi các cái loại giống cây trồng mới đấy đấy. Thì cái vấn đề này á là Việt Nam cũng làm là đã bước đầu là làm rất là tốt đó. Vấn thứ thứ ba nữa là cái phát triển chuỗi cung ứng toàn cầu, tức là cạnh tranh với cái Golympic. Bây giờ mình chưa nói đến cái là cái cảng Gra, cái cảng mà nếu mà đi qua thì coi như là Singapore sẽ mất phần phần lớn. Thì hiện nay ấy, Việt Nam đang phát triển cái chuỗi cung ứng toàn cầu. Chuỗi cung ứng toàn cầu này bao gồm là cái gì, để tôi nói cách nôm na như này này, tức là cái chuỗi này nó bao gồm từ thiết kế sản phẩm này, thiết kế sản xuất đó, gia công chế tạo, marketing, đưa vào cái phân phối và cái hậu mãi. Thì trước đây á, là Việt Nam mình á, là mới chỉ có là làm được cái giai đoạn gia công và lắp ráp thôi, in ấn bao bì và đóng gói đúng chưa, và xuất khẩu đi. Nhưng hiện nay á, thì theo cái chiến lược của Việt Nam á, là qua năm 2000 á, là sẽ đưa lên từ 1.000, và đến năm 2030 là sẽ có khoảng 2.000 cái doanh nghiệp là đưa vào. Thì hiện nay á, là mình thấy á, cái chuỗi trong cái chuỗi cung ứng Việt Nam toàn cầu của mình á, thì hiện nay là ví dụ như tôi thấy là như này này, tại Đà Nẵng là đã có cái tại Việt Nam thì mình đã có cái khu công nghệ cao Hòa Lạc này đúng không, tại Đà Nẵng thì vừa rồi là đã có mở là cái nhà máy mà sản xuất linh kiện của Boeing đấy anh không. Ngoài ra Airbus cũng chuẩn bị là vào Việt Nam, cũng như là sẽ rời các cái nhà máy khác nữa đấy. Tôi nói là như vậy đúng không đấy. Về thứ ba nữa là về cái phát triển về cái dịch vụ logistics, thì bọn Ba Que nó biết nói là trên cái thằng Tân Thái á, cái thằng Benny Chột á, nó bảo là bây giờ người ta đi đi máy bay đi ai người ta đi hàng không, nó nói rất là ngu dốt. Cái phát triển đường bộ và đường thủy cũng như đường không là một cái lợi thế của đất nước. Nếu như anh phát triển được ba cái đấy á, thì nó vừa là về phát triển về kinh tế vì là lưu thông hàng hóa, cái dịch vụ logistics, mà nó còn phục vụ cho an ninh quốc phòng nữa đúng không đấy. Ví dụ như anh thấy không, khi mà hồi xưa cái đường Hồ Chí Minh á, khi mà quốc lộ 1A nó ngập á, thì có phải là người ta đi cái đường mòn Hồ Chí Minh không, nó không bị ách tắc giao thông đúng không. Còn cái đường cao tốc á, là nó phục vụ cho cái mà cái logistics của Việt Nam, thì nó kéo theo á, vì anh chị biết á, cái dịch vụ logistics của Việt Nam á mà nó mà phát triển á, thì đương nhiên á là Singapore là sẽ giật mình, tại vì Việt Nam mình cái vấn đề là cái chiều dài biển nó rộng hơn, có nhiều cảng nước sâu hơn đúng không đấy. Sâu hơn Và đúng không? Rất nhiều cái cảng phát nước triển sâu. đây là nó sẽ cạnh tranh với lại Singapore đấy. Và cái ngoài cái đường cao tốc á, thì hiện nay á là cái chỗ cái khu vực cảng Chu Lai á, Chu Lai của Núi Thành á, thì chỗ Vingroup á là nó sẽ trở thành một cái cảng trung chuyển, hiện nay là sẽ là trước mắt là lớn nhất là khu vực là Việt Nam, và sau này là sẽ lớn nhất khu vực Đông Nam Á
Cái này là đã trình thủ tướng rồi, phê duyệt rồi. Và cái chỗ này á là ngoài cái chủ yếu là vận chuyển về về hàng hóa. Đấy, hàng hóa thì người ta nói rằng như thế này này, nếu anh lấy cái con ba á, anh quay á, anh là lấy cái con ba mà quay từ cái điểm đó, cái cảng Chu Lai á thì nó sẽ nằm ngay ở trung tâm châu Á. Đó. Đấy. Đấy về hàng hàng không đó. Thì kéo theo đó thì khi mà cái dịch vụ logistics nó phát triển á thì cái hệ thống kho bãi này, hạ tầng công nghệ này và thủ tục pháp lý thì đương nhiên của Việt Nam nó phải đi theo. Thì bây giờ qua cái này á thì tôi mới nói thêm về cái chỗ là về cái mà gọi là về cái phát triển về cái công nghệ cao. Thì vừa rồi á cái ngày mùng 10 tháng 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 8 á, à 10 tháng 6 á, tức là ngày hôm cách đây 1 2 ngày á, thì tại Hà Nội á thì đã họp một cái họp là gồm có các cái quỹ đầu tư, tức là quỹ Eviter đó, quỹ mà đầu tư cho khởi nghiệp ấy đấy vào ấy, tức là quỹ đầu tư đấy thì có 18 nhà đầu tư đã cam kết rót 10.000 tỷ đồng cho cộng đồng startup Việt, và các nhà đầu tư trong và ngoài nước cam kết sẽ dành 425 triệu USD tương đương khoảng 10.000 tỷ đồng đầu tư startup tại Việt Nam trong vòng 3 năm tới. Đó, tôi nói với anh là như thế. Và theo cái báo cáo thường niên khởi nghiệp 2018 của Topica Founder Institute thì trong năm 2018 á, các công ty khởi nghiệp của Việt Nam đã nhận được 889 triệu USD đầu tư trong 92 thương vụ với các quỹ đầu tư trong và ngoài nước, và gấp 3 lần so với năm 2017. Đó, và gấp 6 lần năm 2016. Và dự kiến trong những năm tới thì các startup này á, giai đoạn đầu Việt Nam sẽ tiếp tục thu hút đầu tư lớn, ước tính trong các năm 2019, 20, 21 lần lượt là 205 triệu USD, 320 triệu và 440 triệu USD. Như vậy có thể thấy là cái hệ sinh thái khởi nghiệp trong những năm vừa qua là hết sức là ấn tượng. Đó. Và nếu như á, là năm 2012 á, Việt Nam mới có 400 công ty khởi nghiệp thì đến năm 2015 á, là đạt 4 lần là 1.800 startup, và 2 năm 18-19 đã phát triển mạnh đã có khoảng 3.000 doanh nghiệp. Đó. Và vừa rồi trong cái cuộc họp này á thì ông Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng ấy thì ông ấy cam kết ba cái cam kết lớn, tức là đại khái là nhà nước và các doanh nghiệp tư nhân là sẽ đồng hành với nhau. À. Còn ngoài ra tôi nói với anh chị có một điều á mà mọi người không để ý tới, tôi thấy đây là một cái điều rất là đáng tiếc, tức là đối với cái thông tin của mình, tức là một startup Việt á là vô địch khởi nghiệp sáng tạo thế giới, nhận 1 triệu đô la đầu tư, đó là công ty Abibin startup Việt đã vượt qua 40 quốc gia giành quán quân khởi nghiệp. Mà cái anh này á là cái cuộc thi này á là đã được trao giải ở San Francisco, tức là cái một cái nơi mà cái trung tâm công nghệ của Mỹ đó. Và cái bạn này á, bạn tên là Phạm Lam Đông. Đấy, tức là một cái điều rất là đáng tự hào. Thì hiện nay á Singapore, người ta nói là Singapore cũng là một cái đang cố gắng là săn đầu người để mà về để phát triển công nghệ, mà trong đó Singapore thì là phát triển công nghệ. Tại sao chúng ta lại đưa, chúng ta không phải là chúng ta so sánh, nhưng mà rõ ràng chúng ta nên so sánh để chúng ta biết mình ở đâu, chứ không phải là chúng ta không so sánh, anh hiểu không? Chúng ta nên so sánh để chúng ta biết mình ở đâu, và để cho người ta, chúng ta không có tự nhục, và chúng ta biết người Việt chúng ta là giỏi ở mức nào, chúng ta đang ở đâu, đúng không? Thì tôi được biết đó là Singapore đây là miền đất vàng của các startup công nghệ, nhưng mà trong lĩnh vực fintech viết tắt của chữ là financial technology, tức là Singapore vì cái trung tâm tài chính lớn thứ ba của thế giới á nó nằm ở Singapore, cho nên là Singapore á là coi như là ươm mầm tài năng công nghệ trong lĩnh vực tài chính, đúng chưa? Tuy nhiên Việt Nam mình không phải là chỉ các startup công nghệ trong lĩnh vực tài chính, mà có cả làm trong cái hiện nay á là đã làm trong rất là nhiều các lĩnh vực, ví dụ như là lĩnh vực về nông nghiệp này, về trong các cái doanh nghiệp này, trong quản lý, vì cái dư địa phát triển của Việt Nam mình nó nhiều hơn ở Singapore. Vì thực ra Singapore nó chỉ có ba cái lợi thế thôi: logistics này, du lịch và tài chính. Và đặc biệt Singapore là nó vì là cái trung tâm tài chính của nó đã làm lâu rồi và nó cạnh tranh Hồng Kông, cho nên là nó có ba cái lợi thế. Thứ nhất là về buôn bán ngoại tệ, tại vì anh biết rồi, chỗ đấy là logistics mà, 50% giá dầu của thế giới á, là nằm tại 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 à 50% cái lượng dầu của thế giới đi ngang qua
Qua Singapore thì đương nhiên cái sự buôn bán nó rộng rãi rồi, đương nhiên hàng hóa nó nhiều rồi, là cái nơi á mà kết nối tới 600 cảng biển thì cái lượng hóa nhiều, thì đương nhiên cái việc mà buôn bán ngoại tệ của Singapore nó rất là phát triển, cũng như là cái việc quản lý các cái tài sản, đúng không? Quản lý tài sản thì ở đây là mình phải nghĩ là rộng ra, bao gồm quản lý tài sản của ngân hàng, tài chính tài sản của doanh nghiệp và tài chính và quản lý tài sản của cá nhân, đúng không? Thì nó rất là phát triển thì đương nhiên rồi. Thế nhưng mà cái dư địa địa của người Việt Nam mình á là nó rất là nhiều. Cái startup công nghệ của Việt Nam không chỉ là làm trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng mà còn ở trong các cái nhiều nhiều cái nữa. Thì nhân cái chỗ mà tài chính ngân hàng á thì tôi cũng thông báo cho các anh chị biết á, là hiện nay á là cái thanh toán điện tử của Việt Nam á mỗi ngày là khoảng 13 tỷ USD. Đây là số chính thức của cái giao dịch liên ngân hàng. Đấy. Đấy, giá trị thanh toán điện hiện nay là khoảng là 13 tỷ đô la là của cái năm 2018 đấy. Chứ còn nó có thể tăng hơn nữa. Và cái dịch vụ mà thanh toán qua điện thoại á hiện nay là tăng lên là 170% so với năm trước. Tức là cái thanh toán mà cái bên cái banking đấy, banking là của mobile đấy anh ạ. À. Banking mobile đấy, con gái tôi nó cũng thanh toán qua cái đấy. Bọn nó thường là nó thanh toán nó chuyển tiền là qua cái đấy đấy. Ở đây á là cho nên là mình nói là như thế này này, cái phát triển của kinh tế của Việt Nam mình nó là nó có những cái bước phát triển rất là tốt, và nhà nước đã có những cái hướng đi rất là tích cực. Ví dụ chúng ta không phải là tập trung vào những cái trước kia là mình phải là chăm chăm và tập trung là chỉ có công nghiệp hóa hiện đại hóa thôi, đúng không? Và cái công nghiệp nặng thôi. Nhưng mà thực tế mà nói á là Việt Nam mình hiện nay á là bên cạnh phát triển là một nước công nghiệp thì mình lại còn phát triển cả về nông nghiệp nữa, đúng chưa? Phát triển về du lịch, phát triển về công nghệ cao, đúng không? Thì hiện nay á, là Việt Nam mình là có ba, thứ ba nữa là phát triển về các cái trung tâm tài chính. Thì tôi được biết á là hiện nay á là ở tại Thủ Thiêm là chính phủ là sẽ có một cái tham vọng là sẽ xây dựng một cái trung tâm tài chính tại tại cái khu vực Thủ Thiêm. Và có một cái thông tin nữa là tại khu vực Đông Anh Hà Nội á, là cái thành phố thông minh của Nhật đấy, là nó cũng sẽ có một cái trung tâm tài chính thứ hai đấy. Thì tôi nghĩ là cái vấn đề như vậy. Còn cái việc á mà buôn bán với các nước á thì chúng ta biết rồi, một mình không thể một chợ được, đúng không? Thứ hai là chúng ta không nên tự bao vây, tự cô lập này nó kia, ai tốt với ai mình chơi với ai cũng được hết á, miễn là nó mua hàng của mình thì mình bán thôi. Quan điểm của mình là như vậy, nó mua hàng của mình giá tốt mình bán, mình mua được hàng của nó giá tốt mình bán, mình càng mà đạt được những cái mình càng nhiều khách hàng thì càng tốt thôi, đúng không? Chứ việc gì mình cứ phải là kỳ thị thằng này thằng kia, đúng không? Mà đâu phải mỗi Trung Quốc là gây anh không nhận đâu, đâu phải mỗi Trung Quốc là gây cái nỗi đau cho Việt Nam mình đâu. Thái Lan đó mình nói đó, Thái Lan này rồi là người Mỹ trước kia này rồi là Singapore chẳng hạn, tức là những cái đồng tiền của họ là cũng là dính máu con mắt của người Việt mình, hoặc là Nam Hàn. Nam Hàn phát triển kinh tế là cái đường cao tốc của Busan đấy, chính là con đường máu của máu của người Việt, của người chết dưới tay của những binh lính Hàn Quốc, và cái máu của những cái sĩ của binh 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 lính Hàn Quốc là chết tại Việt Nam, đúng không? Con đường Busan rõ ràng là như nữa, ngân hàng thế giới hồi đó không cho vay đó, vì người ta không tin tưởng vào Bắc Trung Hy có thể làm được cái con đường đó. Và Bắc Trung Y đã bán cái máu của binh lính, và binh lính Hàn Quốc đó là đã gây ra những cái tội ác cực kỳ man dợ đối với đồng bào miền Trung của chúng em anh bằng này đó. Phải nói là cái thời điểm mà là có những cái thời điểm mà là người Hàn Quốc làm sang đây á, là ví dụ ở Phú Yên á, đập những cái công viên đó, hoặc là những cái hoặc là người ta có những cái thái độ người ta phản ứng với cái Hàn Ví Quốc dụ chẳng như hạn là cái vụ, đấy. vâng, cái vụ thảm sát sát Mỹ Lai, Mỹ Lai miền Trung cũng do đến Còn Mỹ Việt Lai Nam đấy là đấy. của Mỹ anh. Còn cái vụ ở Duy Xuyên anh, Duy Xuyên quân đội Hàn Quốc gây ra rất man dợ. Thứ hai là ở chỗ Đại Lộc của em. Đại Lộc của em á, là hồi nớ là may á, là vì này này, nó gây ra cái vụ thảm sát thì cái xã Duy Mỹ của bên 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 của ông bà nội em á, nó thuộc huyện Duy Xuyên cơ. Thì khi đó là quân đội Hàn Quốc là tàn sát ở bên đó. Thì khi đấy á, là em mới nói với anh là như này này, trong chiến tranh á thì đúng là mình cũng phải có những cái nhìn nhận. Tức là cái ở đây mình nói lại như này này, trong chiến tranh thì cũng có những người lính rất là tốt, người lính Mỹ rất tốt. Tức là cái có hai cái đại đội của sinh viên của Đại học Massachusetts ấy,
nó đóng ở phía bên Đại Lộc cái anh này, thì nó mới dàn hàng ngang ra, nó mới đi, đi cầm súng ấy, nó bảo là nếu quân Hàn Quốc mà tràn qua bên này là nó sẽ bắn chết anh biết không đấy. Cho nên là bên 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 đồng bào bên em mới thoát nạn. Thứ hai là cái trận sau cái vụ này á, thì là quân du kích á, là hồi đó là mấy đứa em kể mà, thì nó đánh xuống núi lở, đánh xuống cái đám bà Hàn Quốc mà coi như cũng chẳng có tù binh Hàn Quốc luôn, tức là họ giết sạch luôn. Thế thì quân đội Mỹ á, lúc này hai bên đánh nhau cũng rất là ghê gớm, thì quân đội Mỹ lúc đấy á, là cái đám mà nó sinh viên nó đóng ở cái chỗ anh nghĩ á, thì nó mới kêu trực thăng xuống mới bốc, thì trong đó những người nhà em cũng có một số người, tức là bốc ra cái tàu của cái tàu mà tàu sân bay, nhưng mà nó có gọi là cái tàu gì à, tàu cứu thương á. Lâu lâu á, là cái một số những cái anh mà cựu chiến binh của cái vùng đấy á, là à, của hồi xưa lính Mỹ đóng quân ở đấy, thì họ cũng hay hay thỉnh thoảng có về, thì họ có cái làm cái cầu giao thủy ra, cái con đường đấy họ tặng cho dân đấy, và họ làm một cái trường học nữa. Và năm cái bão sang xem thì 8, thì khi mà em về quê á, thì em thấy là một số cựu chiến binh không biết ở đâu á, họ đi đâu mà họ họ cũng qua đó, họ cũng tặng quà đấy. Tức là mình nói như thế này này, tức là cái có công á, thì là mình nhớ ơn, và có tội thì mình cũng phải nói, và lịch sử là lịch sử, mình nói thẳng câu như đó. Chúng ta không nên á, cho nên là cái chuyện á vừa rồi á, là cái ông Lý Hiển Long á, và nghe nói là ông đi sau đó, thì ông sau cái chuyện mà ồn ào rồi các thứ này là kia, thì ông xin nghỉ phép đâu mà là một tuần đấy bà. Thì em nghĩ là không biết là cư dân mạng thì nói này nó kia, nhưng mà rõ ràng cái lời nói của ông là xúc phạm đến 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 nhân dân Việt Nam, và xúc phạm đến nhân dân Campuchia, đặc biệt là xúc phạm đến những cái người người đã hy sinh xương máu tại cái chiến trường Campuchia. Anh có đồng ý với em như vậy không? Có rõ ràng thế. Còn cái mục đích của ông nói như thế nào mà do ai giật dây, thì cũng có một cái thuyết âm mưu, nó nói là do là ông nói là nói qua mồm Trung Quốc chẳng hạn, à Trung Quốc nói qua mồm ông chẳng hạn, nó giật dây chẳng hạn, cái đấy thì mình không biết đúng không đó, mình không rõ được. Nhưng mà rõ ràng là những Bạn nói là cái nói thì qua cái chuyện này em nói với anh nữa. Thứ hai nữa là trước kia là bọn Ba Que nó hay nói Việt Nam mình là không sản xuất được bậc Gorovit, thực ra là không đúng. Vì sao? Vì cái nếu mà xét cho kỹ á, như bọn em mà làm kinh tế á, và cái về cấp vốn về cơ sở, thì rõ ràng á, là cái việc á, mà cái mà để mà làm được cái chuỗi cung ứng toàn cầu á, thì lúc đấy cái cơ sở hạ tầng của mình nó chưa đạt anh ạ, cái cơ sở của mình nó chưa đạt. Thứ hai là người người Việt Nam mình khi muốn làm được cái chuỗi đó, thì thường là mình chỉ có liên doanh thôi, mà liên doanh với nước ngoài không cẩn thận nên là sẽ bị mất vốn đúng chưa. Cho nên là trong cái rủi nó cũng có cái may. Nhưng mà ngược lại mọi người đều biết đó, là có cái bước tiến thần tốc của cái ngành đóng tàu quân sự Việt Nam, thì ví dụ như là trong cái công nghiệp đóng tàu Việt Nam, thì Việt Nam mình đã đóng được những cái tàu tên lửa này, tàu pháo này, tàu tuần tra đa năng này, tàu tuần tra đa cao tốc này, tàu chở quân lớn này, rồi bệnh viện nổi này. Ngoài ra hiện nay mình đã xuất khẩu hàng cho bọn Úc chẳng hạn, hải quân Úc chẳng hạn đấy, là cái ở tàu ngoài tàu về ở là cứu hộ về tàu ngầm. ngoài Đà Nẵng Anh của có nhớ chị đâu có đấy, đi nhà máy đóng tàu Sông Thu chị ạ, Da nhà Đen, máy gì đóng tàu Sông Thu. Da Đen của Hà Lan đúng rồi, Da Đen của Hà Lan đấy, Da Đen của Hà Lan đấy đấy, tức là người ta đã chuyển ra, hoặc là mình đã sử dụng, à hoặc là ví dụ như là Việt Nam mình đã có cái đã tự chủ được cái dây chuyền mà sản xuất súng trường Cali mà sử dụng đạn AK-47 đấy của Israel đấy. Tức là mình đã hồi xưa mà nếu mà mình nhập khẩu là một viên đạn có thể là tính ra cái tiền hồi đấy là 3 kg gạo thôi mà. Đấy, anh thấy không? Cho nên là tại sao á, mình nói là mình không nên so sánh cái này kia. Không, tôi nghĩ chúng ta phải so sánh, bởi vì sao, chúng ta có quyền so sánh, chúng ta có quyền so sánh đúng không, chúng ta so sánh để chúng ta biết chúng ta ở đâu đúng không đấy, chứ không phải là mình ấy. Đương nhiên ví dụ như là Thái Lan 700 năm nay không có chiến tranh, Singapore đã có 200 năm nay rồi, cái cảng Singapore nó có 200 năm, từ năm 1900, tôi nói với các bạn này, từ năm 1900 á là cảng Singapore á là đã được so sánh với Thượng Hải, với Rotterdam và với Kobe của Nhật Bản rồi. Cho nên cái lời nói của ông Lý Quốc Diệu năm 1962 khi ông đến Sài Gòn đó, là khi mà bắt đầu thành lập của khối năm nước ASEAN đấy mà, số 3, số 2, số 3 gì đấy tôi không nhớ lắm. Đại khái là khi ông tới Sài Gòn đó, đấy là một câu nói nịnh thôi, ông nói nịnh thôi, chứ còn trong ngay trong cái
nếu mọi người chịu khó đọc á, tìm hiểu á, ngay như cái bài viết của cái ông Phạm Quỳnh á, cái ông Phạm Quỳnh mà cha của ông nhạc sĩ Phạm Tuyên mình ấy đấy, thì ông có tả cái Singapore ấy, ông nói là Sài Gòn và khi ông tới Singapore ông nói đó, thì Sài Gòn và cái gì nhà Hải Phòng của mình còn thua xa lắm, đúng không? Cho nên là khi ông nói ông định như thế là việc là mấy thằng Việt Nam Cộng Hòa nó nói là xài, cái gì Viên Cộng Viễn Đông đồng Lý Công Diệu, nói thật ra đấy là một câu nói định thôi, tại vì bây giờ mình sang Singapore, anh sang Singapore rồi anh thấy à? Những cái phố cổ của nó rất là đẹp, đúng không? Cái bến tàu cũ của nó rất là đẹp đây, cho nên ở đây ấy, cho nên mình nói ấy, là nói cho rõ và nhẽ, và tôi thì tôi tin tưởng á, là Thái Lan đó qua những cái con số như vậy và qua cái sự phân tích của tôi như vậy ấy, thì và tìm hiểu của bọn tôi và như vậy ấy, thì tôi thấy là như này này, khoảng 5-10 năm nữa thì Thái Lan với mình không là cái gì cả, chắc chắn luôn. Còn Singapore á, nếu như á, với cái sự phát triển như thế này và cái đồng hành của nhà nước với doanh nghiệp như thế này, với tình hình như thế này, thì tôi nghĩ cũng Singapore cũng sẽ phải ân hận, sẽ phải thở dài với Việt Nam mình chứ không phải là không. Bởi vì đấy tôi nói đấy, tức là Singapore bây giờ là họ đang săn đầu người và họ phát cái mà cái tạo cái cơ sở cho cái doanh nghiệp mà startup về về là khai tech thôi. Nhưng mà Việt Nam mình lại phát triển được các cái startup công nghệ được rất là nhiều lĩnh vực. Phát triển rất nhiều, tôi nói chỉ đơn cử với anh thấy là như FPT chẳng hạn, đúng không? FPT giờ xuất khẩu phần mềm rất là nhiều đấy nhá. FPT công ty FPT đấy, đấy xuất khẩu phần mềm rất là nhiều. Hoặc là chỗ cái công ty phần mềm Quang Trung ở Đà Nẵng hiện nay có rất nhiều kỹ sư của nước ngoài đang làm việc, tôi đậu với các bạn đó. Đó. Lương kỹ sư ở Singapore là khoảng là trung bình là khoảng 3.500, nhưng mà sang Việt Nam 3.500 là có thể là sống 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 vương giả đấy. Nhưng Singapore là anh mới 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 tạm đủ thôi, đúng không? Tôi em nói sơ sơ mấy phần khác rồi cho mấy anh chị nói ạ. Rồi, xin cảm ơn chị ạ. Rồi, vừa nãy ở đây có anh Cầm ở đây. Anh Cầm, ok, em mời lên. Anh với em mình trao đổi về cái vấn đề, còn một vấn đề nữa hôm nay cũng tương đối nóng. Mà tức là hiện nay ở Hồng Kông đang có cái cuộc biểu tình vào ngày 12 tháng 6 hôm nay, biểu tình tức là chống lại cái khu hành chính đặc biệt Hồng Kông. Vâng, anh Cầm ấy đi, anh Cầm gửi lời mời đi, anh không có camera về, tức là người ta chỉ thấy cái dự luật về cái vấn đề dẫn độ thôi, nhưng mà nói chung là một số người dân ở Hồng Kông đứng như biểu tình. Mà ở đây ấy, biểu tình thì cỡ khoảng đó, tôi nghĩ rằng cỡ khoảng không biết mấy chục ngàn người. Đấy, nhưng mà bọn ba que ba sọc bên kia nó bảo là 3 triệu người dân Hồng Kông, vâng, 3 triệu người trên 5 triệu người biểu tình, đúng không? Nhưng mà 3 triệu người biểu tình thì coi như nát nát cái khu Hồng Kông như mất. Mà nói chung là hôm nay nó cũng có một cái số sự đụng độ mà tôi xem ở vì cái clip ấy, do một thằng ba que nó đăng lên thì là thấy là cũng có cái cảnh sát Hồng Kông đã bắn đạn hơi cay các thứ vào. Thì tôi muốn có những phân tích cùng với tất cả các bạn về cái cuộc biểu tình này đấy, mà không biết là cái chính quyền Hồng Kông sẽ xử lý ra sao đối với cuộc biểu tình này. Mà bọn ba que bên kia nó phấn khởi lắm. Có một cái điều rất bất dạy, cái là cứ một tình hình ở thế giới, ở nơi nào có biểu tình đấy, hoặc là rối ren tất cả các thứ thì là chúng nó lại hớn hở. Anh Cầm hiện nay không có thêm ở bên này, anh ok lại, anh thoát ra, anh ok đi. Thì là cứ có một cái bộ cuộc biểu tình nào đấy thì là chúng nó coi như là lại phấn khởi. Ví dụ như ở bên Hồng Kông chẳng hạn, hôm nay chúng nó sung sướng lắm, mà nhân dân Hồng Kông các thứ biểu tình đòi đòi nọ đòi kia. Không được anh Cầm ơi, anh thoát ra lần nữa đi. Anh thoát ra lần nữa, anh vào lại. Hiện nay anh chưa có camera. Rồi có camera rồi. Nhưng chúng nó thấy ở tình hình ở Venezuela chẳng hạn,
cũng người dân biểu tình cũng đất nước mới gây là bất ổn, chúng nó kìa, bên kia nó cười sung sướng, chúng nó vỗ tay vỗ chân, và nhất là hôm nay ở Hồng Kông thế. Nhưng mà tôi vâng em xin là 30 giây, tôi nghĩ rằng chính quyền Hồng Kông sẽ có một cách xử lý, đúng không? Vì đây là cũng là do như người ta nói đấy là một cuộc biểu tình lớn nhất đấy, từ khi mà Hồng Kông được trả về Trung Quốc cho đến nay, tức là từ năm 1997 cho đến nay, đây là một cuộc biểu tình lớn nhất. Thì tôi nghĩ rằng là nói chung là nếu mà cuộc biểu tình mà leo thang nhà, thì chính quyền Hồng Kông vâng thì nó sẽ có một cách đối xử. Vâng, xin chào cộng. Hello, chào chào bạn Nguyễn, chào mọi người ở dưới diễn đàn nha. Thông qua cái sự kiện mà coi như Hồng Kông biểu tình đó, thì nó có nhiều cái chuyện vô lý mà tụi nó nói là mà có vấn đề coi như là dính líu, đại cái mỗi lần có biểu tình ở đâu thì nó lôi biểu Việt Nam ra, nó so sánh. Tao nói cho tụi bạn nghe cái điều này nè. Bây giờ tao hỏi bạn Nguyễn, Hồng Kông thuộc chủ quyền của nước nào? Hồng Kông thuộc chủ quyền của Trung Quốc ấy. Cái đủ mẹ vậy thì đủ mấy chuyện của Đức kệ cha đó, đủ mắc mớ gì bên Việt Nam mà tụi bay lại đủ mày lôi Việt Nam vô. Cái điểm thứ nhất, cái điểm thứ nhì tao nói tụi bay nghe, nó nghiệp người Việt người Hồng Kông đủ mày nó cũng nói tiếng Tàu à, đủ nó đâu có nói tiếng Việt đâu mà tụi bay bắt đầu so sánh đủ cái chuyện vô lý. Còn ở chuyện mà tụi nó đánh đá nhau tao còn khoái nó làm dữ nữa, tao thiệt mày tao ghét ai là đủ má, thiệt mày tao còn xúi nó làm dữ, làm gấp trăm ngàn lần nữa tao còn khoái nó, tao còn vỗ tay tao cười nữa. Đồ mà Mỹ sao đất nước thao luôn, má nó yên bình thì thôi chứ. Đồ mà chứ không tự nhiên bây giờ bên Hồng Kông nó biểu tình, má ông mất cha gì đồ mẹ luôn Việt Nam vô. Đồ Việt Nam đâu có dính líu gì mấy cái vụ ở đâu. À, bây giờ thì ta còn khoái tụi nó vô nó đập với nhau lộn xộn ngầu té đồ đồ má lỗ máu đổ máu nó đồ tao còn khoái tao vỗ tay tao cười đó. Đồ má tụi này rất ư là vô duyên. Cái vô duyên đến mức độ là coi như là đồ má cái thứ chó gì ta ỉa đồ nó cũng đem về nhà nó ăn hết trơn á, đồ nó kỳ vậy đó. Đồ nó kỳ cục vậy đó. Nó chẳng liên quan gì đối với Việt Nam cả, mà thẳng như vậy bây giờ tao nói rồi, cái lập luận của tao là tao chỉ nói ở Việt Nam của tao thôi, tao bảo vệ những người nào mà nói xấu Việt Nam thôi, còn cái mặt sát tụi bay bây giờ tụi bay ở bên sát nách tao bay tụi bay chém lộn tụi bay tụi làm gì làm kệ cha tụi bay không có dính líu tới Việt Nam tao thì tao ung dung tự tại. Rồi nó hẳn là như vậy nó thiệt bày ba cái thằng dân chủ cụi trong nước là đủ mới nó hở ra cái là nó cứ so sánh Việt Nam đối địa dân chủ mày coi hả. Mày phải hiểu rằng tất cả từ xưa tới giờ Việt Nam mình cũng xảy ra mấy vụ biểu tình, mà mỗi lần biểu tình vậy là nó thất thoát đủ thứ rồi, người dân bị thiệt hại rồi, kinh tế suy sụp rồi, đủ mấy người dân khổ khốn đốn lao đao, đâu có sướng ít cái con mẹ gì đâu, mà đâu phải là Việt Nam. Ví dụ như có một đất nước nào đó mà lại vào ở xâm chiếm hoặc là nội bộ hoặc là các cái gì đó mà có một cái bàn tay của nước ngoài vào đủ, mà còn đây tụi bay đủ người ta đang sống yên lành bình thản không có ai chân trời, tự nhiên đùng cái tụi bay biểu tình, tụi biểu tình cái gì, tụi biểu tình cái gì. Còn cái thằng Hồng Kông với cái thằng Trung Quốc thì đủ kệ cha đi, đủ một cái gì một quốc gia hai thể chế, đủ mày cho mày năm thể chế 10 thể chế kệ mẹ tụi bay, đủ mắc mới dính líu tụi tao, đủ bay tụi bay nhiều thể chế chừng nào tụi bay lại lủng củng đủ nội bộ tụi bay còn xào xáo nhau nhiều hơn chứ đủ sức ít như con mẹ gì đâu. Thì tao nhận xét tao thẳng với mày à, theo một cái khác chăng nữa cái quan điểm của tao thằng Hồng Kông mà nó như vậy thì thằng Hồng Kông rất là yếu, chẳng có ai bình vực ở đâu, thì bởi vì sao tầm mày phải hiểu là công ước quốc tế là không được tất cả mọi đất nước không được quyền xen vào nội hiện tình đất nước của một cái nước khác, nội bộ của nước khác. Bây giờ Hồng Kông á là luôn má nó thuộc về cái quyền sinh sát trong tay của thằng Trung Quốc là lại bởi là đất của nó, mà bây giờ thì mà nó dẹp ví dụ mà hai thể chế một thể chế nó nhập vô một không ai làm gì được nó thẳng là vậy đó. Nhưng mà cái chuyện của thằng Trung Quốc là thằng Trung Quốc, thằng Hồng Kông là thằng Hồng Kông đủ má. Còn đủ mẹ đâu có dính líu gì tới Việt Nam đâu mà đem ra so sánh với con khỉ khô. Nhà mày đang hạnh phúc ấm no đủ mấy người thấy bên kia chửi lộn có mày suối nhà đình mày cũng chửi lộn giống bên kia hả, đủ má chuyện vô lý cực kỳ. Tao không có nói chuyện cái chuyện nữa bởi cái chuyện nó qua quá xàm mày hiểu không. Đó là nãy giờ cái chị phiên ra chỉ lên chỉ nói tao mới thấy gì, cái điều mày thấy đủ cái đàn bà con gái Việt Nam của tao chưa, kiến thức rộng rãi nói năng đủ mạch lạc uyên bác mà thấy không. Mấy cái thằng dương chữ cụi giống như cái thằng gì đó như dưới này à. Trình độ tụi mày á không bằng bỏ cái gót chân của bả nữa đó, đàn bà nước Việt của tao là vậy đó. À, tao quan hô bả bởi vì sao, kiến thức của bả quá trời lời rộng rãi, bảo làm cái bên cái về cái mảng kinh tế thị trường thì đương nhiên là bả dân quan con mẹ mày, dân quan làm gì. Tao đã từng nói tụi mày hoài rồi, ở đâu cũng vậy không có đất nước nào mà không có dân quan cả,
ở Mỹ này ha, đủ ở tù 27 năm, chỉ vì một cái lời coi như là tố cáo vu vơ của một đứa trẻ hàng xóm. Cái ông Mỹ đó, được Mỹ da đen, đủ má bị ở tù 27 năm. 27 năm sau mới giải quan, đủ má cái bồi thường cũng cứt á, con cặt cái nó bồi thường, đủ má về, đủ má đi cắt cỏ kiếm ăn. Mà thấy cuộc đời khốn khốn nạn không? Ở Mỹ là nhiều vụ dữ lắm, ở tù quan nhiều lắm. Mà ở tù quan không phải là một ngày một bữa đâu, là mấy chục năm không à. Mày coi báo mà tin tức mày biết rồi. Ở dân quan chứ con má mẹ mẹ dân quan. Tao nói mày rồi, ở Việt Nam tất cả các phường khóm ở đâu cũng có cái cửa cái gì, có một cái văn phòng mà để người dân lên khiếu nại hoặc là người ta tỏ bài cái gì đó, mà tại sao mày không lên đó? Mày đủ mày biết là cái con mày biết vậy tại sao không lên? Mày nếu mày đủ yếu tố để mày khiếu nại, mày có đem đủ đầy đủ cái tờ, mày ký ví dụ nhà đất là mày đem sổ đỏ mày lên, mày đem thiết kế bản vẽ mày lên, chữ ký các cái mà đem cái gì giấy tờ công chứng mày lên mà trình bày trên đó ngay chỗ đó ủy ban của nhân dân của phục của chỗ mày ở đó, tại sao mày không làm? Còn là nó xạo không, mày đéo có cái giấy tờ chứ mày lo mày chiếm đất người ta rồi mày không có một giấy tờ lộn lưng thì mày mới là mày nói dân quan dân con khỉ. Đầu tiên mày muốn nói chuyện với chính quyền là mày phải có sổ đỏ rồi muốn nói gì nói đậu xà như tao nè. Tao năm 2007 tôi về tôi mua nhà Việt Nam là tao lo tao lật đật liền. Bản thân tại vì cái tù tài sản của mình là mình phải lo. Mình phải đi lo ra công chứng mà làm đủ giấy tờ hợp pháp. Thì đủ mà thiệt mà tao bỏ đó 50 năm đủ cái nhà đó cũng là nhà của tao. Không ai được quyền đụng vô. Còn mày không có một cái miếng giấy tờ lông lưng thì đủ mày làm mình khiếu nại ai. Còn cái thứ đủ dốt, ngu si, đần độn đủ mà thở ra cũng nào cũng nói dân quan dân con mẹ mày. Như tao là tao lấy cái bản thân của tao ra là tao làm xong năm 2007 tao nói là tao về con tháng thôi, tao tưởng nó dễ lắm nhưng không phải, tao 2 tháng rưỡi tao mới về, 2 tháng rưỡi tao về, 2 tháng rưỡi tao về. Lý do tại sao tao muốn đeo đuổi cái giấy tờ cho nó hoàn chỉnh, khi hoàn chỉnh rồi thì mày mới yên tâm. Thì mày cũng vậy thôi, đất đai của mày đang cái nhà ở thì mày lo mà hợp thức quá đi, mày làm cho đầy đủ giấy tờ của mày đi đúng không, thì ai nói gì mày không đủ má mày đi kiếm đất của người ta mày kiếm cho đã xong rồi mày ở ở mà nó đất của mày giấy tờ đâu. Tào lao mệt quá chuyện không bao giờ chuyện ở đâu má đâu Israel đồ Palestine gì đó đồ má tào lao đồ má rồi không lôi Việt Nam vô Hồng Kông trẻ mẹ đó chứ dính líu tới Việt Nam chi mới biểu tình à, đồ cho sụp đầu trổ trán đồ mới sức gãy tay gãy gọng đồ tao còn mừng nữa chứng tỏ là gì gì đó thứ cha gì đó đúng rồi nó mới truy quét cái vụ ấu dâm là ở trên toàn quốc mà biết truy quét ở đâu không cũng là cái luật an ninh mạng đó của Mỹ đó mày thấy ghê gớm chưa nó truy lùng ra nó bắt 1.700 người vì dính líu về vấn đề coi như là ấu dâm con nít có nghĩa là những hình ảnh những cái sexual thì những cái hình ảnh mà coi như là con nít đồ đó đồ mà ở đó đó nó bắt đầu nó bắt ở trên mạng internet đó đó là do cái luật an ninh mạng mà ra đó nó mới moi ra đó. Thậm chí mấy cái ông cha nhà thờ mà ấu dâm con nít cũng bắt luôn trên mạng luôn đó. Cái mình thấy cái luật của cái an ninh mạng của nước Mỹ chưa, thì thế tại sao nước Mỹ có mà tại sao Việt Nam mình làm ở nước bản là tôi biểu tình đủ mà tôi này vô lý đủ vô lý mà cắt hết y là vô là không không có gì gọi là Thế bây giờ này, cũng nhân cái dịp anh nói về cái luật an ninh mạng, anh đúng luật an ninh mạng thường niên thực hiện từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2019 đến bây giờ, các bạn thấy vẫn tự do, vẫn nói năng thoải mái đúng không? Các bạn vẫn đấu tranh ở trên không gian mạng YouTube, đúng Google, Facebook các thứ các bạn dùng có gì không? Mà chúng nó trước khi cái luật an ninh mạng ra đời bảo thực hiện cái là chúng nó bảo Việt Nam hiện nay sẽ Facebook không được dùng, YouTube không được dùng thế này thế khác. Cái hiểu không đấy? Thực tế chứng minh đủ má toàn là đồn tầm bậy tầm bạ không đó nó thiệt. Mày ở nước Mỹ thì đủ mày lên mày lập một cái Facebook mày chửi, tao không nói dân chửi chính quyền nha, mày chỉ chửi ngửa người nào mà đối diện với mày không mà là nó thưa mày ra tòa mày chết mẹ mày rồi, đừng có nói chi. Ở Việt Nam mày ở Việt Nam mình Facebook mà nó chửi lộn nhau liền viên quét đem phụ tùng bộ đồ ra chửi tỉnh bơ rồi không sao. Ở nước Mỹ là như vậy là mày vô tù rồi Mất đủ, tự do đấy, mất dân đừng chủ. có nói đụng tới chính quyền. Ở nước Mỹ mà Facebook thì ở đó là đủ mà nó thưa mà ra tòa từ lâu rồi, nó là dân với nhau, nó là khi mà những cái vụ án gọi là dân thường thôi, chứ mày dám xúc phạm tới những cái bộ lãnh máy lãnh đạo của nhà nước hả là đi đi tơ đi 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 đi, đi đời đời rồi. Nó thẳng là mình như vậy, nói về dân chủ Việt Nam quá ưa đi dân chủ tới bây giờ vẫn vậy. Ngày hôm qua tao cũng vô tình
Tao mới vừa lướt qua Facebook là thấy có một cái đám người, có một cái thằng tên là gì, ta hỏi tha ra thì đó là tên là Dũng Vua Vai đó, lên đăng đàn livestream ngồi ba người đủ má, có con nhỏ mặc áo thun đỏ ngôi sao vàng kế bên rồi nói chuyện tầm bậy tầm bạ rồi đó, đó đó là cái gì, đó là một sự tự do dân chủ quá trớn. Ở Mỹ này mày dám mày lên đụ mày vô mày đeo cái lá quốc kỳ của Mỹ xong rồi mày ngồi mày chửi ra không đụ má nó còng đầu mày ngay lập tức đụ má nó ở xạo, còn là đụ má cái đám xạo không mà đụ mẹ tao không có muốn chửi nhưng mà gì tụi bay làm quá đáng. Giống như dưới này là có cái thằng căn Kiên Giang nè, Kiên cái bả mẹ mày đụ mày thấy đàn bà nước tao chưa, mày thấy chị Phiên A nói chưa, mày đụ mày liếm cái gót chân mày chưa nói chuyện mà nói chuyện với bả nổi được đó, mày kêu ông già là già mà ra đụ má mày coi thử trình độ mày cỡ nào. Ít nhất là mày phải biết chấp nhận cái sự thật nước mình nó đang tiến triển tới đâu, hạnh phúc cỡ nào, đời sống công ăn việc làm như sao, kinh tế như thế nào, đường xá như thế nào. Em nói là ngay vâng ngay cả Đủ tổng thống mẹ. ông cũng nói rằng là hiện nay coi như đời sống của như đại bộ phận những người dân rất ổn định đúng không đấy. Đó, khi mở cửa máy bay xong mà chưa xuống sân bay, chưa đi được bước nào đã ổng đã ngạc nhiên, ổng đã thốt lên một câu rồi. Có 2 năm sau mà ông tới đó ông đã thấy rất ư là ngạc nhiên, ông đã chào đón rồi, cái đầu gì đó ta không muốn nhắc lại là bởi vì sao, cái đó là tôi đã nghe hết mẹ rồi. Trần Trung Đạo gì ta làm gì mất nết vậy mẹ, mày cứ muốn lên thì mày lên đi đủ má, mà chứ còn mày cái chuyện mày mày xạo quá, cái gì ra cái đó đàng hoàng, thấy sao phải nói vậy, tao khoái tao tôn trọng sự thật, còn tụi bay đủ má toàn chuyện tào lao không dựng chuyện không mắc mớ gì biểu tình ở Hồng Kông mà đụng mà lâu Việt Nam vô, Việt Nam làm gì, Việt Nam bây giờ tôi nói mày rồi, nếu mà Việt Nam mình đường lối chính trị hay là cái gì ta không biết, nhưng mà nếu mà làm người dân bất mãn thì không phải đợi tới tụi bay, người dân đã tự động đứng lên rồi chứ không cần phải tụi bay, còn tụi bay thấy không, tụi bay kêu gào đụ mắt cái cần cổ con tụi bay muốn bung ra luôn, đụng mà thấy có ai đi xuống biểu tình không, cái đó là một cái minh chứng rất là hùng hồn mà tụi bay không hiểu ra. Tại sao tụi bay lường gạt tụi bay quá nhiều, tụi bay lường gạt đến mức độ hình như là khủng khiếp luôn, thậm chí một cái đài của RFA ngày hôm qua hôm kia đủ nó không có biểu tình, cái nó đăng đại lên ngày 19 tháng 6 gì ngày 10 tháng 6 năm 2019 nó biểu tình bùng nổ khắp nơi đủ má coi, mày nghĩ mày coi nó nói xạo bảo nó không nói thiệt mà nó không biết ngượng miệng. Tao nói thiệt với mày nghe, mày nói vậy là mày sai rồi, tại vì Hồng Kông không thích cộng sản, tao cho mày đúng rồi, nhưng mà mày không thích cũng không được đủ mẹ mày hiểu đâu, đất Hồng Kông mà đất của ai mày biết không, đất Hồng Kông mà đất của Hồng cộng sản á, mày không thích cũng không được đủ mẹ, cộng sản cướp cái gì, tao nè tao cũng đéo không biết cộng sản là con mẹ, nhưng mày biết tao tao quá nhiều rồi, tao là lính Việt Nam Cộng Hòa đây, nhưng mà tao thấy chưa bao giờ cộng sản tốt bằng các nước khác mà tốt như bây giờ ở như cộng sản. Cộng sản chỉ là một cái mỹ từ, như là Đây một này, cái thể chế đi đây thôi, công chứ sản ngoài như anh ra em cộng nói sản này, đâu có ăn gan mày nước thấy sức không, nữa. cái bộ bàn ghế tao ngồi ấy, cái tranh mà treo sau này, tao không phải người cộng sản, tao người dân sống trong đất nước hiện nay do Đảng Cộng sản Việt Nam đánh đạo nhá, thằng ngu. Tao nói mình nhắc lại một lần nữa là tất cả những diễn đàn tao thấy hầu hết hình như là người dân không, đéo có người nào cán bộ công chức con mẹ chứ thôi, người ta đang sống trong một đất nước người ta cảm thấy tụi bay phá, cho nên vì đó người ta đứng tự động đứng lên lập diễn đàn chống lại tụi bay thôi, cho thật chắc đủ mấy người này đâu có phải là của cán bộ cộng sản con mẹ gì đâu, thậm chí như tao nè, tao là người ở nước ngoài không phải là người ở nước trong đó. Đúng rồi, mà tao vẫn thấy cái gì tốt là nói tốt, cái gì xấu là nói xấu, đủ mà tào lao đủ má, má biết cái gì đủ má, bây giờ rất tao thấy tụi bay ghen ăn tức ở thôi, tao nói thẳng tụi bay Anh Nguyễn Minh cái Phương thứ nhá, mà đủ mà nghèo rách dái đủ mà nghèo rách dái không có con mẹ gì trên trời, thấy người ta đó mày bằng chứng cụ thể là cái thằng hùng trọc, là thằng hùng trần nó về Việt Nam mày thấy, mày thấy không, nó tham quan nó đi tới đâu nó livestream tới đó nó chụp hình tới đó mà thấy không, ung dung tự tại, phải chi cái chỗ đó mà nó đi tới mà thí dụ như giống như tụi bay nói đương nhiên rồi là tụi nó phản ảnh rồi, còn cái này đủ nó thấy đâu đâu cũng người ta vào, thậm chí nó vô nó chụp hình cái gì nó vô live trên ngay cái chỗ người cha nhà bác cái cha bác vé số không mà thấy cái nhà của người cha là mà thấy mà khủng khiếp chưa, đừng nói chuyện nó bệt chỉ quá bằng hẳn coi như là còn một nói thằng chuyện tào lao. có một ông bán vịt quay thôi, ông vô tô thì ông đi ông ăn vâng Ừ, phi bình phạm đấy. thường, chuyện bình thường thôi mà tụi bay là xuyên tạc rồi, mà Việt Nam nghèo đói không có ở ăn, đa số người ăn xin lê lết được kia toàn là rủ má, nó chuyện khó tin, nó chuyện con nít mà ở Việt Nam mà không tin tụi bay nó nói làm gì để tuyên truyền cái gì,
còn nó dốc nó xạo đủ Việt Nam tôi đâu gì Việt Nam mất rồi đủ tôi lâm ra đủ mẹ mất cái con mã mẹ tôi bay mất đủ vậy cái gì à, tao nói thiệt như mày ngay nước Mỹ bây giờ là trùm cộng sản nè ở đây nước Mỹ là trùm cộng sản nè ở nước Mỹ á ở nước Mỹ là Anh trùm cầm cộng cảm ơn sản anh nè cầm có rồi zoom lên cho mấy thằng sọc lờ là một phát nó cái ok. cầm cảm ơn anh. Nó người zoom zoom thôi. Rồi xin chào zoom. Hello anh Bằng, hello với anh chị. Lâu quá không gặp anh Bằng, nhớ anh Bằng quá anh Bằng. Cái này bận rộn quá, cái này bận rộn quá nên ít lên. Chào chị Thảo, chào mấy anh chị nha. Làm sao rồi, mấy thằng ba que tụi bay sao tối ngày cứ chơi Việt Nam mà vậy? Trời ơi, Việt Nam bây giờ rực rỡ như thế này mà cứ chơi hoài thế. Đồ á, Việt Nam mình thấy hồi trước tụi bay nè, ta đã giải thích câu nè. Hồi trước mà giải phóng á, tụi bay có thấy đồ mà lính của Việt Nam Cộng Hòa mà được ra đây đi đi ra ngoài thề ra ngoài khỏi Việt Nam mà để giúp cho những nước khác không? Vậy mà giờ Việt Nam ở châu châu Phi nè, Việt Nam ở gần gần Mongolia, châu Phi, Africa nè, ở lúc đó có Việt Nam Cộng Hòa nằm ở bên các nước khác qua giúp đỡ người ta không ta? Sao giờ là cứ chửi chửi Việt Cộng rồi lại sao mà Việt Cộng lại có đi trên toàn thế giới giúp giúp các nước nhà bạn vậy ta? Sao lạ dữ ta? Ông Bằng giải thích câu chuyện này cái ông Bằng hả? Hồi xưa Việt Nam Cộng Hòa nó có chuyện đó không nhỉ? Không có đâu nha con. Đâu có tối ngày mày cứ chơi Việt Nam rồi mày nói Việt Nam đồ ăn xin ăn mày hả? Tao đang bên nước Mỹ nè, tụi bay muốn coi đồ ăn mày không? Tao đang ở thành phố San Francisco này muốn coi ăn mày không? Tao dắt mày đi ăn mày nguyên một con đường luôn chứ không phải là không có. Tụi bay có biết là ở bên San Francisco là một những trong nước lớn nhất và những nước ở những cái tiểu bang lớn nhất và là tiểu bang rộng mà giàu có nhất ở nước Mỹ không? Mà ăn mày gọi là ăn mày, gọi là ăn mày nó cả con đường luôn á, muốn coi không? Tao cho tụi bay coi, tao đang ở bên nước Mỹ nè. Đâu mẹ tụi bay hỏi cái này chơi Việt Nam. Việt Nam nó nghèo lắm, đúng rồi, Việt Nam nó nghèo lắm, bởi vậy Việt Nam á dân á, chỉ cần dân thôi. Dân Việt Nam á nó xây nhà lần 3 4 tấm vậy đó, mà dân thôi, gọi là dân á, chứ không phải là tập đoàn hay nhà nước đâu mà dân nó xây á. Bởi vậy nó nghèo lắm. Nghèo dễ sợ luôn. Tụi bay không nghèo bằng nó nên bây giờ tụi bay tức tức không? Hồi nãy tao thấy cái thằng chó mấy cái thằng chó mấy thằng ba que sọc lầu nữa cái thằng gì hùng dao rồi vô rồi chửi bới rồi chơi dữ lắm. Đúng rồi, khỏi Việt Nam chừng 2 năm cái là đủ mà chửi Việt Nam chê Việt Nam. Ê mà sao tao đẻ bên Mỹ nè, tao cũng về Việt Nam ở nè, tao cũng ở cái thời bao cấp, tao ăn độn chết mẹ. Lúc mà bao cấp á tụi bay có khổ bằng tao không? Tao đi kinh tế mới nè, tao ăn cơm độn nè, tao ăn đủ thứ mà sao thù cũng hận Việt Nam, sao tụi bay thù hận kỳ ta? Có phải tụi bay đẻ bên Việt Nam không vậy? À, ông nội bà nội ông ngoại bà cố rồi ông tổ ông tiên tiền hậu cậu bà cô nhà mày cũng còn ở Việt Nam, sao tụi bay chê hoài vậy? Đúng rồi, tụi bay đâu phải là người Việt Nam đúng không? Đâu phải là người Việt Nam mới chê Việt Nam nhục nhã. Bởi tao nói thằng mấy thằng Mỹ nó chửi là phải, nó gửi đồ máy stupid comeback là phải. Mình là người Việt Nam mà lúc nào gì chê chính cái bản thân đụ má mình. Tao đẻ ở Mỹ tao còn đéo chê, thấy không? Con tao đẻ ở Mỹ cũng không chê. Con tao nó bên này đúng không? Ở 30 mấy tuổi nó đi về Việt Nam. Nó nói nó còn khen ngợi Việt Nam. Huống chi tụi bay đủ bá tụi bay làm cái gì được chưa với nước Mỹ chưa? Bản thân tụi bay bên này chưa lo được cái quần què gì hết cái là chê Việt Nam. Cộng sản cái má mẹ mày, cái thằng đủ má. Có cái thằng Trần Hùng Giao gì nè, đủ má ngu mà hay nói chuyện cộng sản mà đủ má đi chơi với lại đủ các nước đủ má giàu trên thế giới. Bây giờ tao hỏi mày nè, cái thằng này là thằng ảo lồn rồi. Thứ nhất là cái avatar nó không có cái gì hết, cái hình ảnh của nó là thằng này coi như nó là thú vật đi, cho nó sủa bậy đi, nhưng mà để cho mình em phải rửa não nó. Cộng sản hả? Cộng sản Mỹ ấy, đang đủ ở trên đường ấy, nó đem về mấy cái của Mỹ ấy, nó đem về bên Việt Nam ấy. Đó cộng sản mà chơi đụng má đi mua vũ khí Mỹ hả? Cộng sản tẩy mặt mua đụng má tàu chiến mua chút sao kỳ á, vào dưới người ta cộng sản vũ
khí về bắn gì, bắn ai ta, bắn mấy thằng đụ má, mấy thằng ba que bay hả, mấy thằng ba que sầm lầu tụi bay hả, chỉ có biết cái mỏ sàm ra không à, đụ má lúc nào cũng chê Việt Nam, chê Việt Nam, đụ mẹ tụi bay không có tiền đi về Việt Nam, tụi bay bỏ tiền tụi bay ra mua vé bay về Việt Nam thử đi rồi bay còn có nói là Việt Nam nó nghèo hay là Việt Nam nó giàu. Cài những con chó vậy đó, tụi bay có được cái con cặc gì không? Tao đây nè, đủ má tao chủ thầu đây là đủ má con đi cài chết mẹ đi, không chi là tụi bay đi làm bình thường. Đủ má dù sao đi nữa, nước Việt Nam mình càng ngày càng giàu mạnh, mình phải mừng cho người ta. Đừng có xỉa cái mỏ lồn về nữa nha mấy chó đẻ. Làm được thì hẳn sổ, còn làm đéo được, câm cái mỏ chó tụi bay lại. Lo bên này đi làm đi, đủ má đừng có lo ăn qua phe nữa, nha. Nha, đừng có lo ăn qua phe nữa, mấy thằng chó đẻ. Đủ má chỉ biết ăn bám cho nước Mỹ thôi à. Rồi còn đủ má xỏ miệng về, đủ má đi chửi Việt Nam này, Việt Nam nọ. Sáng ra đó, là ta đéo muốn chửi mấy thằng sọc lồn tụi bay đâu. Tại vì tụi bay á, đủ má lúc nào cũng chơi Việt Nam mình, chơi Việt Nam nọ. Cộng sản nó có ăn hết mẹ gì tụi bay đâu. Nhờ cái cộng sản vô tụi bay mới được qua Mỹ. Đó. Còn nếu mà không có cộng sản bây giờ cũng chết mẹ rồi. Còn dưới cái thời buổi Việt Nam Cộng Hòa làm được gì? Làm được gì? Bây giờ chắc đủ má cũng đi bốc bọc chết mẹ đi. Mày thử dẫn chứng cho tao cái thời Việt Nam Cộng Hòa. Có thằng nào mà nó sáng kiến ra trong cái đám Việt Nam Cộng Hòa, có thằng kỹ sư nào nó sáng kiến ra nó làm được cái gì chưa? Hay là dân nó có xây được nhà cao tầng cao ốc giống bây giờ không? Bây giờ tụi bay đừng nói là dân nó đang xây nhà 3 tầng, 4 tầng, nó là dân nó tham nhũng nha. Ông bằng chắc dân cả 90 mấy triệu dân ở Việt Nam tham nhũng hả đâu mà? Hả? Chắc tôi nghĩ là dân Việt Nam nó tham nhũng á, bởi vì có tiền xây nhà phải không? Có tiền đi xe hơi đúng không? Anh nói sao? Anh nghe em nói không? Có, anh nghe nhưng mà sóng nó hơi bập bọt. Đúng rồi, sóng rồi mấy. Bởi vậy thôi, cái lũ sọc lầu tụi bay á, đừng có đủ má mà đi sủa đủ má vô đây rồi đủ má sủa quấu rồi đủ má Việt Nam này Việt Nam nọ nữa. Phải chi á, mà tụi bay á, giàu hơn những thằng mà nó đang ở Việt Nam á, thì tụi bay lên đây tụi bay sủa nha, chưa mấy thằng mặt lầu. Còn tụi bay đéo giàu hơn những cái thằng ở Việt Nam á, những thằng mà gọi là dân ở Việt Nam á, thì tụi bay cầm cái mỏ lầu tụi bay lại hết đi nha. Tụi bay đừng có sủa nữa. Tụi bay chỉ là đủ má những thằng đủ má cẩu nô bên này thôi. Tụi bay đéo làm được con cặc gì đâu. Đừng có mà sủa. Thấy không? Còn cái hình của mày Trần Hưng Đạo, cái thằng chó Trần Hưng Đạo này nè. Cái thằng mà đủ má lấy không phí cái avatar của mày. Nếu có hình của mày là tao coi mày là thú rồi. Ok? Đó. Bởi vậy từ mấy cái lũ chó tụi bay á, đủ má đừng có gào, đừng có sủa nữa. Đủ má tụi bay ngon á, bên nước Mỹ đi làm kiếm tiền. Đó. Rồi đi về Việt Nam chơi. Tụi bay mới biết Việt Nam nó nghèo hay giàu. Thôi em chỉ có mấy câu em chửi mấy người này thôi. Đó em xin chào mọi người nha. Cảm ơn mấy anh chị. Rồi em mời anh Nguyễn Bình Phương. Tăng thêm anh Nguyễn Bình Phương. Dân Việt Nam đây, Việt Nam là một nước cộng sản đấy, dân Việt Nam đang sung sướng đấy. Trung Quốc coi như là cũng là một nước cộng sản đấy, dân Trung Quốc cũng đang giàu có, đang sung sướng đấy. À, cái thằng mang nick Trần Hưng Đạo. Rồi, em xin chào anh Bình Phượng. Chào anh Bằng. Chào tất cả các bạn ở dưới diễn đàn. Dạ, chào anh. Anh cầm lên nói cái biểu tình. Thì tôi nói anh đó, tụi nó tuyên truyền ba triệu ba gì đó là nó phét thôi. Nó cái biểu tình thì nó như thế này. Biểu tình đó, tôi nói với các bạn cái nguyên nhân này, tôi cũng đọc tất cả các cái báo trên các cái thế giới họ tập thống kê lại đó, nguyên nhân này nó các thứ đó, thì so sánh với ở Việt Nam nha các bạn. Thì trước tiên mình nói cái biểu tình ở Hồng Kông, thì nó xuất xứ cái biểu tình đó, nó là đầu tiên một cái việc đó là có một cái cậu đi qua Đài Loan đó. Đi qua Đài Loan thì cậu lấy vợ con gì đó rồi giết vợ, rồi khi trở về Hồng Kông là cậu này lại là mua bán thuốc phiện gì đó,
bị cảnh sát bắt, nó mới lòi ra cái đó, và Đài Loan họ đòi dẫn độ cái anh này qua bên đó để xử. Nhưng mà rất tiếc Hồng Kông lại không có cái ký cái hiệp định dẫn độ với lại Đài Loan, cho nên là bắt buộc là phải có một cái lỗ hổng pháp lý như thế. Cho nên là chính quyền hành pháp thành Đài Loan ở Hồng Kông họ mới định là ban hành một cái luật là dẫn độ về Đài Loan. Nhưng mà nó có một cái rắc rối á, Đài Loan thì được Trung Quốc xem như là một tỉnh của Trung Quốc, cho nên nếu chấp nhận một tỉnh dẫn độ về Đài Loan là xem như chấp nhận dẫn độ về Trung Quốc. Đó là nó có một cái rắc rối là như vậy. Thì là cái người dân ở Đài Loan á, thì xin lỗi, từ người dân ở Hồng Kông á, thì họ có một cái tâm lý, thì các bạn biết rồi, tại vì họ đã thuộc Anh gần bao nhiêu trăm năm rồi, họ được tự do, họ là một cái trung tâm tài chính, cho nên đời sống kinh tế họ rất cao, và nó có những cái khoản nó tương đối khác với lại bên Trung Quốc, thành ra họ là bị kích động. Không hiểu sao mà mạng nó sao mà nó cứ chập chờn vậy anh, còn nghe được không ạ? Không, bây giờ nghe được rồi. À, còn nghe được. Rồi tôi nói các bạn như thế này là cái cuộc biểu tình nào nó cũng đều có một cái bàn tay trong đó hết. Nhưng mà cái bàn tay đó nó có hiệu quả hay không, nó có cộng hưởng hay không thì đây là vấn đề mình bàn. Thì á là để so sánh với ở Việt Nam là chúng nó mơ cái cuộc biểu tình đó là không thể nào xảy ra được. Đó, là ở Hồng Kông á thì nó người dân họ sợ rằng là khi mà anh bị dẫn độ về ở Trung Quốc thì cái hệ thống xét xử của Trung Quốc, hệ thống pháp lý nó khác. Thì họ nghĩa là không quen là một, cái thứ hai một số các cái ông đầu tư làm ăn kinh doanh thì họ sợ. Họ sợ rằng là họ bị được quyền tài phán đó, họ được hưởng ở đây thì nó mang một cái màu sắc khác. Bây giờ qua một cái tài phán khác thì họ lại mang một cái màu sắc khác thì nó có ảnh hưởng. Thì họ có một cái tư tưởng dao động trong cái vấn đề đầu tư, vấn đề làm ăn ở Hồng Kông. Đó là đối với các cái đơn vị, các cái kinh tế mà họ đầu tư kinh doanh đó, với lại là nước ngoài họ đầu tư tài chính ở Hồng Kông đó, thì nó có một cái chuyện đó. Mà cái đó đó thật sự ra nó không có đến cái mức độ như vậy, nhưng can thiệp vào nội bộ của Trung Quốc, Hồng Kông chính là ở cái chỗ này. Là bởi vì nếu như nó tác động vào cái chuyện mà đời sống, tức là những cái đơn vị đầu tư đó tài chính mà Hồng Kông thì chủ yếu là cái đó thì là rút đi, thì đời sống của nhân dân Hồng Kông hoặc nền kinh tế của Hồng Kông lập tức nó sẽ bị chao đảo, nó sẽ bị chao đảo. Thì cái này là cái mà người dân họ lo lắng đó, nó đánh vào là nó đánh vào cái đó, chứ không phải là, cho nên người dân họ đi biểu tình là có, phải nói thật là như thế này, là có sự kích động chứ không phải là không. Nhưng mà chính vì họ cảm lá giác, họ lo lắng cho cái an nguy của bản thân họ, nhưng mà nhất là về cuộc sống. Cái thứ nhì là tới các vấn đề pháp lý như mình nói hồi nãy, tức là cái chuyện dẫn độ qua. Tôi xin lỗi Nguyễn Ngọc Lai này, bạn dốt quá. Đài Loan độc lập, ai cho công nhận Đài Loan là một đất nước độc lập? Ngay Mỹ cũng không dám công nhận nhá. Vẫn phải thuộc về một nước Trung Quốc. Rồi xin mời nói những người mà không hiểu biết về không. Bởi đài thì nó nói gì nó nói kệ nó đi, bởi vì quốc tế nói gì thì nói, nhưng mà về mặt pháp luật quốc tế thì người ta chỉ công nhận chỉ một Trung Quốc, kể cả Mỹ quang giao với Trung Quốc vẫn thừa nhận là một Trung Quốc. Mình hay mọi nước đều công nhận là một Trung Quốc, thì coi như Đài Loan là một bộ phận lãnh thổ của Trung Quốc, cho nên nếu áp dụng trên cái bộ phận lãnh thổ đó thì sẽ áp dụng hết. Thì trở lại vấn đề đó, mình muốn nói ở Việt Nam so sánh để tụi nó có mừng hay không, còn vấn đề người á, thì cái Hồng Kông tôi không biết là nó đang định tổ chức một cuộc biểu tình thứ hai, thì không biết nó nổ ra chưa, mình tối giờ mình chưa có theo dõi cái tin. Nhưng mà bởi vì là cái nhà cầm quyền á, tức là Hồng Kông thì nó là một lãnh thổ hay một đất nước hai chế độ thì các bạn biết rồi, thành ra nó có một số cái quyền riêng của nó chứ không phải là không. Mà theo cái quy định hình như là, nếu tôi nhớ không lầm là hình như là 30 năm. Sao mạng sao cứ chập chờn của anh? Mình không biết bên tôi hay bên anh nữa. Alo, còn nghe không anh Bằng ơi? Bên anh. Còn nghe tôi. Còn nghe nhỉ?
Anh nói đi. Còn nghe được không anh? Còn nghe được không? Còn nghe được không? Được. Nghe tốt ạ. Việc play nghe tốt ạ. Sao mà nó ở bên đây nó cứ chập chờn hoài. Bây giờ tôi nói nhanh để ngưng thôi, tức là nó huy động á, bảo là một người á, thì ở báo chí quốc tế thì nó bảo là khoảng 1.030.000 người, 30.000. Nhưng mà đó là cái ban tổ chức của chính quyền, rồi ban tổ chức của chính quyền Hồng Kông á, thì nó bảo là người ta bảo rằng là bây giờ anh Bình Phương anh xuống đây, em mời anh lên lại nhá. Anh xuống, dạ, sau dạ. Đó em mời anh lên lại. Rồi, anh Bình Phương ok lại đi. Đúng rồi, Trần Đào. Nếu mà cộng sản ngu và ác thì nói chung là bây giờ không có cái Trần Hưng Đạo ở bên Mỹ nhá. Rồi anh Bình Phương ok lại nhá. Anh Tư có lên được không ạ? Anh Tư ơi, em mời anh lên này. Em đang thử mời anh Tư ấy. Vâng, chắc anh đang bận. Anh Bình Phương. Rồi, Benny Hoa Sinh. Benny Hoa Sinh ok đi. Rồi không mời Lưu Ly. Bạn nào muốn lên là ok nhé. Anh đang mời Lưu Ly để rồi ta sẽ nói. Đợi em cắm. Tốt hơn mạng ở bên Mỹ. Đợi em cắm cái tai nghe vào cái đấy. Hello, chào cả nhà nhá. Chào anh Bằng, chào cả nhà. Để em lên em thứ nhất là em nói về cái vấn đề mà nguyên nhân cái vụ biểu tình ở bên Hồng Kông. Thứ nhất là theo em nghĩ đấy, ở bên Hồng Kông nên là người dân Hồng Kông người ta sợ nhất là cái tính tự lợi cái tức là cái quyền tự trị của người ta nó bị Trung Quốc nó quản lý và nó bóp nghẹt dần. Cho nên là cái tư tưởng đấy nó dễ kích động người dân, bởi vì ít nhiều thì người dân ở Hồng Kông người ta cũng sống dưới chế độ của hoàng gia Anh cả 100 năm rồi, nên cái tư tưởng nó có sự khác biệt với đại lục. Chúng ta nói rằng là cái tư tưởng là dân tộc Đại Hán, tuy nhiên mà phải nói là giới trẻ và tất cả những người Hồng Kông bây giờ họ sống được ở là ở sống ở dưới cái chế độ của Lữ Hoàng Anh, cái đế quốc Anh, cho nên là nó ít nhiều nó mang tư tưởng của người Anh và nó thấy rằng là cái chế độ đó chưa hề ảnh hưởng gì đến cuộc sống của họ và họ vẫn sống tốt, thì tất nhiên họ có cái sự yêu quý cái cuộc sống đó. Thì là nhân cái dịp này, thực ra đây không phải lần đầu tiên Hồng Kông người ta biểu tình lần trước khi mà chính phủ Trung Quốc có nhúng tay vào cái việc bầu cử ở Hồng Kông rồi đấy. Cho nên là cái nguyên nhân sâu xa của cái việc biểu tình Hồng Kông đấy, cái này nó chỉ là lý do thôi, còn cái nguyên nhân sâu xa của nó là nó muốn giữ được cái quyền tự trị cao nhất có thể, cái đấy là cái quan trọng nhất. Thế còn đây em lên, đấy là cái vấn đề thứ nhất của Hồng Kông. Vấn đề thứ hai, nói thấy cái còm của thằng Trần Hưng Đạo nói rằng có dân nước nào sướng, dân cộng sản nào sướng đâu. Thì tao chỉ nói cho mày biết này, cái cỡ như chúng mày đấy chỉ biết đến cái miếng ăn và cái áo mặc thôi. Đúng, ở bên Mỹ có thể là cái miếng ăn và áo mặc, tao chỉ nói là cái chuyện là điều kiện sống bên Mỹ. Ok, nó có thể tốt hơn ở Việt Nam, tốt hơn ở Trung Quốc, nhưng
Nên nhớ rằng một cuộc sống không chỉ có ăn và mặc. Mày có biết ở bên Mỹ chỉ cần một cái máy bay trực thăng vừa rồi nó đâm vào cái chòi ở trên trên một cái tháp gần tháp của Donald Trump đó. Cảnh sát Mỹ nói gì không? Là người dân New York đã bị chấn thương về tinh thần. Là bởi vì sao? Bởi vì ký ức 11 tháng 9 nó gợi lại cái sự đau thương, cái nguy cơ khủng bố lúc nào cũng rình rập, nguy cơ xả súng lúc nào cũng rình rập. Mày có thể nói sướng được hay không khi mà mày chỉ biết ăn xong là ăn ngày này, sống ngày này, ngày mai chết lúc nào không biết bởi những cái vụ xả súng. Đi ra ngoài đường no sợ bị xả súng, đi nghe nhạc bị no sợ xả súng, đi xem phim bị no sợ xả súng. Vậy có thể sướng nổi không? Hay là cái cỡ tầm nhận thức của chúng mày chỉ biết cái miếng ăn và áo mặc. Còn nói về ăn nhá, tao nói thật, ở tất cả các nước tư bản ăn đồ đông lạnh đéo là ngon bằng ở Việt Nam. Không phải ngụy biện, đây là cảnh sát Mỹ nó nói. Mày có nghe ông cảnh sát trưởng ở thành phố New York nói không? Người dân New York đã bị chấn thương về tinh thần bởi vì ký ức 11 tháng 9 nó gợi lại. Nó khác xa mới ở Việt Nam lắm mày ơi. Việt Nam tao nhá, cưa bom còn đứng xem đen đỏ nhá. Cháy trên lầu 2, lầu 1 vẫn ngồi uống bia bình thường. Bởi vì sao? Bởi vì những cái đấy ở Việt Nam nó quá an toàn, người ta không nhìn thấy cái nguy cơ. Người ta vẫn cứ thoải mái. À mẹ, cháy trên tầng 2, mày muốn xuống tầng 1 cũng phải chạy qua cầu thang. Xuống cầu thang tao chạy là vừa. Chứ còn ở bên Mỹ chúng mày nhá, chỉ cần đụng nhẹ cái cửa nhà thôi là chúng mày đã ngồi mày xem phim Mỹ đấy. Nó chỉ cần hơi có nguy cơ cái là gào thét lên một cách kinh hãi. Bởi vì sao? Bởi vì cái nguy cơ sợ sệt đấy nó luôn gieo rắc ở trong đầu con người. Đấy, mày hiểu chưa? Còn ăn đồ độc, mày không ăn thì thôi, ai cấm ai bắt mày ăn đâu. Mày ra đường mày sợ đồ độc mày đừng ăn nữa. Mày không biết được lúc nào nên ăn, lúc nào không nên ăn à? Thì đấy, đấy là cái mà em muốn chia sẻ với lại mọi người đấy. Còn nói về đời sống, nên nhớ rằng đời sống không chỉ có cơm ăn và áo mặc đâu. Đời sống nó còn kèm theo là tinh thần, về vật chất. Ở nước, những cái nước tư bản đấy nghèo đéo giờ lấy được vợ. Còn ở Việt Nam nhé, què cụt vẫn lấy vợ bình thường. Tức là cái xã hội nước bên ngoài đấy nó không cho con người những cái cơ hội để được hạnh phúc nhá. Trừ khi mày có tiền. Còn ở Việt Nam không an toàn đâu. Đấy là mày là cái loại yếu kém mà Ngọc Đài Nguyễn, hiểu chưa? Mày là những cái thằng yếu kém, lúc nào mày nhìn thấy nguy hiểm. Chứ người sống bình thường, khỏe mạnh bình thường làm gì có từ gọi là sợ nguy hiểm. Còn đấy là quan điểm cá nhân của chúng mày. Tao không muốn nói nhiều đấy, chỉ nói cho chúng mày nghe được. Sống thế nào mới là sống, ok? Chứ còn ăn thịt đấy mà cầm luộc miếng thịt lên xong ném con chó lăn ba vòng là chết thì đừng gọi là ăn đi. Ê, em xuống để cho chú Bình Phương lên. Chào mọi người nhá. Rồi, xin chào. Đi. Rồi, em mời anh tiếp anh Nguyễn Bình Phương. Anh ra chỗ nào đấy có wifi nó mạnh ấy, ở gần nhà, gần chỗ wifi ấy. Bọc mẹ nghe được không? Rồi bọc bọc lắm. Anh ra chỗ nào mà có mạng wifi nó mạnh ấy. Chứ cái này là chứng tỏ cái mạng wifi của nhà anh, chứ còn chỗ Nhung Nhi vừa nói lại nói rất đúng là wifi chiều tới giờ nó hơi trục trặc nhưng mà rồi được rồi. Anh tôi nói nhanh thôi để mà ông đã mất mạng nữa. Thứ nhất là tôi chỉ so sánh cái Việt Nam với lại là bên đó, là tức là tôi cho các bạn biết cái đợt 10 tháng 6 năm ngoái mà sở dĩ tại sao người ta đi biểu tình đông là bởi vì trong đó đó tội phản động nó kích động là một lẽ, nhưng mà lúc đó chúng ta tuyên truyền cũng không kịp thời cho người dân biết rằng là ba cái đặc khu đó thật ra xây dựng ra chỉ để là cho tất cả các nước chứ không phải chỉ có Trung Quốc. Bởi vì họ tuyên truyền rằng là cho Trung Quốc thuê thì chỉ 99 năm, thành ra người dân cái tâm lý của họ từ xưa đến nay họ không thích. Rồi bây giờ là nghe kích động như thế thì họ xuống đường, thì mình tương tự như vậy. Cái Hồng Kông ngày hôm nay cũng thế, cho nên Lưu Ly nói là không đúng. Tức là ngày 2014 là nó biểu tình, đó là nó biểu tình với khẩu hiệu rất rõ ràng. Đó là dân chủ nhân quyền, tự do dân chủ. Còn cái đợt biểu tình này hoàn toàn không có một khẩu hiệu nào như thế cả, mà nó chỉ là không đồng ý với luật dẫn độ. Và cái luật dẫn độ này tất nhiên cái nguyên nhân sâu xa họ muốn thoát ra hay gì đó là cái chuyện cái nguyện vọng thôi. Chứ theo cái hiệp ước giữa lại Hồng Kông, giữa Anh với lại Trung Quốc, thì trong vòng 30 năm là coi như Anh cũng đã trực thuộc Trung Quốc rồi.
không nói năng gì đâu, muốn thoát cũng không thoát được đâu. Thành ra đó, cho nên đó là cái đó là cái phụ, còn bàn tay lông lá của người khác kích động thì họ kích vào cái yếu tố vấn đề đời sống kinh tế. Thành ra cái chuyện anh kích động là một lẽ, giống như hồi ngày 10 tháng 6 năm ngoái, nhưng trong đó nó tuyên truyền cho cái chuyện là cái vấn đề một số công ty tài chính rút quân, thành ra cái đời sống người dân người ta cảm giác là bị đe dọa, bị ảnh hưởng, thành ra họ xuống một cách rất là tự nguyện, tự giác, theo cái sự kích động, theo cái sự mà bàn thổi đồn thổi đó, thì họ xuống rất là nhiều. Đợt này họ xuống bởi vì họ tự nguyện họ xuống, thành ra là nó rất là đông. Thì theo nhà cầm quyền á, thì họ bảo rằng là khoảng 300-400 triệu, nhưng mà theo quốc tế họ nói một cách trung gian thì khoảng 1 triệu, khoảng 1 triệu trên dưới 1 triệu người. Nhưng mà nếu nói thật với các bạn, 1 triệu thì cũng đã quá đông rồi, bởi vì dân số của Hồng Kông chỉ có 7 triệu thôi. Ở đây là chúng ta, tôi nói để các bạn thấy rằng nó có một cái tương đồng. Thì như vậy ở Việt Nam hiện nay, cái đời sống kinh tế và cái cơ hội để mà tạo ra công ăn việc làm và để phát triển kinh tế, nó lại là chuẩn bị tăng lên và nó sẽ là rất là rất 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 nhiều. Chỉ sợ là các bạn không có năng lực, chỉ có vậy thôi. Thành ra là không có cái việc mà kêu gọi để rồi dân dân biểu tình đâu. Đời sống sẽ càng ngày càng lên đó, rồi là cái cơ hội làm ăn, cái cơ sở sống của người ta nó sẽ càng ngày nó càng dễ dãi và nhiều hơn. Chứ không phải như Hồng Kông. Hồng Kông họ bị đe dọa cái đó, họ bị tuyên truyền cái đó, thì họ đúng hay sai gì không cần biết, nhưng mà họ nghe tới cái đó là họ rất sợ, rất sợ. Đây là một cái thông tin mà của những chuyên gia quốc tế họ thu thập, cho tôi thì không có khả năng đó nha. Mình thu thập cái gì cho chính xác, mình nói thì cho chính xác. Thì tôi nói các bạn luôn, không có nên là đi theo chủ nghĩa dân túy để kêu gọi. Tôi nói ngay cả cái cơ hội của Việt Nam mình phát triển thế, không có nên quá rầm quá riết gì nói nhiều ở đây, mà chúng ta chỉ nên nói cho đồng bào mình biết, những cậu và thanh niên trẻ chúng ta phải chuẩn bị cái gì. Tức là họ vào đầu tư thì cũng không phải, không có nghĩa rằng là bây giờ mưa thuận gió hòa, nước đang tốt, mạ đang đẹp, nghĩa là nhưng mà các bạn phải cấy, phải bắt sâu, phải cắt lúa. Nói tóm lại là chúng ta phải sắn tay vào từ chính quyền cho đến nhân dân thì mới có cái chuyện cái thành quả rồng hay là không rồng, chứ không phải lên diễn đàn hô hào là nó quá rồng. Thành ra là tôi nói các bạn trẻ, các bạn không bị chủ nghĩa dân túy mà mị dân, chúng ta phải cố gắng học tập chuẩn bị nha, học những cái nghề nghiệp gì các bạn phải dự đoán ra. Ví dụ như đầu tư vào đây, ví dụ như bây giờ giờ cái phân xưởng của Mỹ qua đây thì nó phải đòi hỏi những cái lao động chất xám như thế nào, các bạn có trình độ học các bạn phải chuẩn bị. Cho nên chúng ta chứ đừng có cứ chúng ta vào mà để lao động chân tay không, thì cái chuyện đó là mình nói sao mà đất nước phát triển mà mình thì đời sống nó cũng không có lên bao nhiêu, thì đó là một cái điều không có hay. Phải có sự chuẩn bị, cả chính phủ mình thì chuẩn bị mọi thứ khác hết, thí dụ như hành lang pháp lý rồi các cái quy định thủ tục đầu tư thông thoáng gì, tất cả các thứ, các quản lý của mặt nhà nước người ta chuẩn bị. Còn mình đó là những người lao động, những người đó là tạo ra của cải, những cái người có thể hợp tác với nước ngoài, chúng ta cũng phải chuẩn bị tinh thần, chứ không có cái chuyện ở đâu mà chó ngáp phải ruồi nha các bạn. Cơ hội nó có thể thuận lợi, nó vận hội nó có thể đến, nhưng nếu chúng ta không chớp lấy và chúng ta không chuẩn bị thì nó cũng không có quá rầm quá riết gì cả. Đó là cái điều tôi nói. Nhân đây tôi nói luôn cái chuyện Singapore. Các bạn biết là ngày hôm nay ông Hun Manee, tức là con của ông Hun Sen, với tư cách là một nghệ sĩ và một đại tướng, đã qua thăm giao hữu Singapore, tay bắt mặt mừng, và hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra hết. Người ta chỉ nói sự đoàn kết trong ASEAN và cái chuyện phát triển trong tương lai. Thành ra các bạn thấy sóng yên gió lặng. Một thông báo mới nữa cho các bạn, đây là hoàn toàn mang tính chất cá nhân của tôi, nếu đã sai thì các bạn thông cảm, là tôi thấy rằng phát biểu của ông Trump rất là mạnh mẽ, rằng là Trung Quốc, ông Tập Cận Bình nếu không qua lần này là sẽ chết, dứt khoát phải qua Tokyo gặp ông đó, và ông khẳng định rằng Trung Quốc sẽ phải ký, sẽ phải ký với ông là một cái ký cái hiệp định thương mại. Tại vì sao mà ông khẳng định như thế, các bạn biết rồi này, tôi không phân tích nhiều để từ từ có đủ tư liệu về quốc tế họ nói đi, nhưng mà mình thấy rằng ông nói mạnh mẽ như thế có nghĩa rằng ông quýnh được cái điểm yếu nào đó. Còn riêng Trung Quốc thì cũng đã phát biểu để như có giữ cái mặt mình thôi, nhưng mà tôi tin chắc rằng tới đây sẽ phải ký. Bởi vì các bạn phải biết đó, trước đây á, là trước khi mà xảy ra cái cuộc ác liệt nhất này đó, là họ đã bàn bạc với nhau, thỏa thuận với nhau là có một cái bản nháp rồi, cái bản nháp rồi đó, hai bên là chuẩn bị ký cái đó. Nhưng mà khi mang cái bản nháp về báo cáo cho ông Tập Cận Bình thì ông Tập Cận Bình ông bác cái đó đi, bởi vì ông cho rằng là nếu ký cái đó là thầm cái đầu trồng lộng Mỹ, nó thầm cái thòng lộng vào Trung Quốc, cho nên là bỏ, không dứt khoát cương không chịu ký. Nhưng mà lần này thì có thể quay lại, và có thể rằng là không có đúng hoàn toàn theo cái bản nháp, nhưng mà cũng hầu như là có lẽ gần tương đương với cái bản nháp đó. Thì ông phải nói một cái câu gì, bởi vì ông còn nội bộ của ông đó, nhất là vấn đề Hồng Kông, vấn đề một loạt cái công chuyện nội bộ, rồi cái công chuyện mà đấu tranh giành giật quyền lực của ông. Thì ông bây giờ đó, ông Tập Cận Bình, ông có một cái quy chế là ông được nghĩa là coi như làm vĩnh viễn rồi,
ông không có sợ. Còn ông Trump thì chỉ còn có một năm nữa, đúng không? Thì phải là bầu cử lại. Thì rồi ông mới ra một cái tuyên bố rằng là chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc giảng lý trường chinh lần thứ hai. Đó, giảng lý trường chinh lần thứ hai. Và ngày hôm qua hay hôm kia, một cái người phát ngôn của Trung Quốc cũng đã lên tuyên bố là chúng tôi sẽ chiến đấu đến cùng cái vấn đề mà với Mỹ, và chúng tôi thực hiện cuộc giảng lý trường chinh. Nhưng mà tất cả các bạn, theo tôi nhận xét là bởi vì Trung Quốc á, là giảng lý trường chinh của Trung Quốc là sự rút lui. Là sự rút lui, bởi vì các bạn biết trước đây giảng lý trường chinh lần một á, là đối đầu trực tiếp với Tưởng Giới Thạch là bị gặp bất lợi. Cho nên cuối cùng Trung Quốc là quyết định là giảng lý trường chinh đó là một cái sự rút lui. Và cuối cùng quay trở về Duyên An đóng quân đó, và sau này kháng chiến thành công. Thì ông Tập Cận Bình, ông định một cái giảng lý trường chinh lần thứ hai trong vòng 15 năm, tức là từ năm 2020 đến năm 2035 thì sẽ chiến thắng Mỹ. Thì mình cũng không biết sự việc nó diễn ra như thế nào, nhưng mà ông đã chấp nhận giảng lý trường chinh thì tôi phỏng đoán là có thể rằng là ông đang định lui một bước để khỏi phải thiệt hại nặng, để giữ thực lực, để rồi còn để mà rồi giảng lý trường chinh với anh, đánh đường dài với anh, chứ không đánh tách nạp cửa này thì Mỹ nó đánh bốc, nó đánh hay hơn. Thì là một cái dấu hiệu để cho thấy rằng là Trung Quốc, cái này tôi suy đoán thôi. Thấy ông Trump ông tuyên bố chắc nít như thế, và ông Tập Cận Bình lại tuyên bố giảng lý trường chinh, mà giảng lý trường chinh là tạm rút lui đó, thì cái này thì mình dự đoán ra là có khả năng là nó sẽ xong cái hiệp định thương mại thì nó sẽ bớt căng thẳng. Các bạn, Singapore thì các bạn thấy rồi đó, ông Hun Mani cũng đã qua thăm rất là bình thường, không có cái vấn đề gì cả. Cho nên tôi nói các bạn trước rồi, đừng dội suy đoán lung tung rồi chúng ta mất đoàn kết và không có hay ho gì ở đây cả. À, cho nên nói để mà sướng mồm thì nó rất là dễ, nhưng mà nói để các bạn hiểu và các bạn phấn đấu vì đất nước, vì bản thân các bạn mới là khó nha. Còn cái chuyện biểu tình thì nói các bạn trong nước yên tâm là chúng ta cái nguyên nhân mà hiện giờ nó kích động nhân dân Hồng Kông đó thì nó sẽ không kích động được ở chúng ta, là bởi vì chúng ta chẳng những không mất đi cơ hội làm việc, không mất đi cái cuộc sống nó bị ảnh hưởng, mặc dù tuyên truyền gì không biết nhưng mà nó tuyên truyền đúng và người dân sợ, thì ở đây là chúng ta chẳng những không mất đi mà còn có cơ hội nhìn thấy rõ là sẽ tăng lên. Thành ra không có ai kích động nổi người dân Việt Nam. Ví dụ bây giờ họ đã hiểu về luật đặc khu rồi, họ đã hiểu rồi, thì anh thấy năm nay có kêu cỡ mấy đi chăng nữa thì họ cũng sẽ không bao giờ đi biểu tình nha các bạn. Rồi cảm ơn các bạn lắng nghe mình, có ý kiến bao nhiêu đó thôi. Rồi bạn Hoàng Cao Sinh nhá, bạn ok lại, thôi đi đi nói thấy đủ rồi. Em chỉ phân tích một tí nhá, đấy là cái quan điểm của từng người. Bạn Hoàng Cao Sinh, bạn đừng gửi là mời bạn ok đi. Bạn Hoàng Công Sinh nhá, bạn. Rồi ok, tôi mời bạn. Đang thêm Hoàng Công Sinh. Anh Bằng. Rồi. Rồi, thế hôm nay mình mang tên mới này. Rồi xin chào anh Cư Xã. Tại vì bị đánh sập liên tục. Rồi ok. Không biết tại sao. Mình đâu có làm gì đâu. Mà mấy thằng chắc mấy thằng bạc que hả? Cờ vàng nó phá mình quá. Cho nên bây giờ mình phải dùng tên khác. Anh Bằng cho mình nói cái này nhanh về... hôm bữa mình có nghe anh Nguyễn Bình Phương nói về ông Trump anh. Yeah. Ông nói... Nguyễn Bình Phương nói anh không đồng ý. Ông Trump nói là không bao giờ nên tham chiến ở bên Việt Nam. Anh có nhớ đó không? Có, tôi nhớ. Nếu thì thành ra cái câu đó thành ra anh Bình Phương anh không đồng ý với cái câu nói của ông Trump, nhưng mà có lẽ dịch từ tiếng Anh qua tiếng Việt có cái sự hiểu lầm sao, chứ mình coi rõ ràng ông không có nói như vậy. Ông không nói tham chiến mà ông nói là liên hệ đến Việt Nam hay là dính líu của chiến tranh. Điểm thứ nhất á, anh Bằng còn nghe không anh?
Giờ nghe tốt rồi. Okay. Đứng như một chỗ, chỗ này là okay. Tốt. Ok, anh ông Trump ông nói một vài điểm mình có đọc sơ sơ thì ông nói là điểm thứ nhất là ông nói ông không bao giờ ủng hộ cái cuộc chiến tranh Việt Nam. Thì mình hoàn toàn đồng ý với ông, đúng không anh? Cái thứ hai là ông nói cuộc chiến tranh này rất là tồi tệ. Thì đúng rồi, ông nói đúng không? Cuộc chiến tranh tồi tệ, ông nói nhiều người chết. Và thứ ba là ông nói tuy ông không có tích cực biểu tình phản chiến cuộc chiến tranh Việt Nam khi ông còn trẻ, nhưng mà ông nghĩ là nước Mỹ, chính phủ Mỹ không bao giờ nên liên hệ đến Việt Nam. Tại vì nước Việt Nam mình quá xa. Ở thời gian đó không ai biết nước Việt Nam là gì. Đó. Đúng không anh? Ông nói đúng. Ông nói mấy điểm đó, mình vẫn đồng ý. Xong rồi cái ông nói thêm một cái điểm nữa là cuộc chiến tranh Việt Nam nó không giống như cuộc chiến tranh ở thế giới thứ hai. Khi mà Mỹ đánh nhau với phát xít Đức. Cuộc chiến tranh Việt Nam nó không giống như vậy. Thì ra ông đưa ra lý do đó đúng anh, phải không anh? Đúng rồi, nhưng cái dùng từ dính líu thì nó chính xác hơn là từ ông dùng từ dính líu, ông không có nói, ông không nói là tham chiến. Tham chiến ông không nói câu nào trong tiếng Anh là tham chiến có nghĩa là military involved. Ok, ông không nói câu đó. Ông không có nói là tham chiến có nghĩa là đem ông nói là không dính líu lại liên can liên hệ đến Việt Nam. Ok. Không dùng chiến tranh Việt Nam luôn mà không cần, ông nói là không có liên can liên hệ đến Việt Nam, đến Việt Nam nha, chưa nói tới chiến tranh nữa. Ông nói thêm một điểm là ông nói tuy là ông không ủng hộ ông không ủng hộ cuộc chiến tranh Việt Nam, nhưng mà ông không có ý tưởng là muốn trốn sang Canada. Ok. Cái lại điểm thứ cuối cùng mà ông nói là ông nói ngày nay Việt Nam mình là nước đang muốn làm thương mại đến toàn cầu anh, cho nên ông rất là ủng hộ Việt Nam. Cho nên mình muốn nói với anh Bình Phương là không biết anh Bình Phương đọc thông tin ở đâu, hay có thể đọc thông tin khác mình, thành ra không đồng ý với ông Trump nói là ông không ủng hộ tham chiến ở Việt Nam hay cái gì đó, nhưng mà thật ra không có nói như thế. Ông nói ông không có muốn, ông không ủng hộ nước Mỹ liên can liên hệ đến Việt Nam. Có nghĩa là nước Mỹ không nên bao giờ trong quá khứ, không bao giờ nên đem quân hay là liên hệ chính trị hay là ủng hộ chế độ nghiêm diệt. Cái đó là mình nói, nhưng mà ý ông là như thế. Mình phân tích ra thì nó vẫn là như thế. Dạ. Yeah. Thì đó, nó như vậy. Thì mình lên mình nói vậy. Thì nếu anh Bình Phương không đồng ý thì anh Bình Phương lên nói không, lại. Không đúng rồi, vì là thực tế ở đây cũng có một số cái nơi người ta dịch ấy, thì nó cũng không chính xác lắm. Mà cái từ dính líu, nếu mà nó từ nguyên bản tiếng Anh ra, đó là cái từ đúng. Vâng. Thì mình dính líu và liên, vâng. Dính líu liên can gì đó. Vâng. Chứ không có, ông không nói là tham chiến. Gạch bỏ chữ đi. Ok anh Bằng. Vâng. Mình nói tí xíu ha. Vâng. Ok, mình chào okay. Anh Bằng, chào mọi người ạ. Vâng. Ok. Vâng. Ok. Cảm ơn anh. Ok, bye. Bây giờ này, vừa nãy khách mời nói nhiều thì tôi nói về cái hiện nay ấy, thì mình quan hệ với Việt Nam Trung Quốc như thế nào. Đấy thì như tất cả các bạn đều biết là Việt Nam là một đất nước có cái đường biên giới giữa đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc dài 1.200 cây số. Thì hiện nay tôi nói với các bạn, bây giờ mình chỉ nói về vấn đề kinh tế thôi, mình không nói về vấn đề chính trị nữa. Thì bây giờ về vấn đề kinh tế, ví dụ hiện nay Việt Nam vẫn còn nhập siêu của Trung Quốc cũng rất là nhiều. Ví dụ theo số liệu tôi được biết thì năm 2017 Việt Nam nhập siêu của Trung Quốc 28 tỷ đô la, nhưng đến năm 2018 thì Việt Nam nhập siêu của Trung Quốc là 22 tỷ đô la, tức là mình đã giảm đi được 6 tỷ đô la rồi. Nhập siêu có nghĩa như thế nào? Tức là mình nhập đấy, thì nhiều với trừ đi cái xuất khẩu của mình sang Trung Quốc thì ra con số nhập siêu. Thì bây giờ thì mình nhập, thì bây giờ tôi nói với tất cả các bạn, ví dụ mình nhập ở Trung Quốc thiết bị máy móc này, hoặc là những thiết bị máy móc, hoặc là những thiết bị gia dụng, thiết bị gia đình nọ kia, tất cả các thứ, thì nếu mà mình không nhập ở Trung Quốc thì mình cũng phải nhập ở các nước khác, ví dụ Đức, Mỹ hoặc là Nhật Bản, Nam Triều Tiên nọ kia, tất cả thứ, thì
Theo tôi nghĩ là nền kinh tế của Việt Nam là một cái nền kinh tế hiện nay đang phát triển. Thì ví dụ những người Việt Nam, các doanh nghiệp Việt Nam thấy nhập cái máy móc của Trung Quốc nó phù hợp, đúng không? Với cái nền kinh tế, với tiền lòng của mình thì mình nhập thôi, đúng không? Nếu mà không thì mình cũng phải nhập, mà nhập ở các nước khác thì giá cả nó đắt hơn. Tuy nhiên nó cũng chỉ nó cũng tuy nhiên thì nó cũng tốt hơn. Đấy, nhưng mà nói chung là bây giờ là do lựa chọn của các doanh nghiệp thôi. Người ta ví dụ người ta cần những cái máy móc nó như thế nào, phù hợp như thế nào thì người ta nhập như thế đấy thôi. Đấy là vấn đề nhập. Còn bây giờ tôi nói các bạn ví dụ như vấn đề xuất chẳng hạn, thì các bạn cứ bảo là coi như là Việt Nam ăn đồ độc các thứ của Trung Quốc, nhưng mà tôi nói với tất cả các bạn, Việt Nam là một đất nước nhiệt đới, cho nên là những cái thực phẩm đấy nọ kia tất cả các thứ thì nói chung là mình rất dồi dào. Bây giờ ví dụ tôi nói với tất cả các bạn, mình trong 100% thì mình 95% là mình xuất khẩu sang Trung Quốc những hàng nông lâm hải sản đấy, và chỉ có 1% là 5% là mình nhập khẩu quả zone ok đi gửi lời mời không thấy đấy. Cho nên là nói chung là bây giờ tôi nói tất cả các bạn, nhất là những người nông dân nghèo chẳng hạn, bây giờ mình ví dụ như mình không xuất sang Trung Quốc, chờ xuất sang Mỹ hoặc là sang tất cả các nước khác thì là tiêu chuẩn nọ tiêu chuẩn kia tất cả các thứ, thì bây giờ làm sao mà ấy được. Đấy, đang chuẩn bị mùa vải coi như ở Lục Ngạn, Lục Nam coi đang vào chính vụ, thì là bây giờ có 260 những cái nhà thu mua hải sản của Trung Quốc, người ta sang tận vườn các thứ người ta mua cho các bạn, còn lại cái sự tiêu thụ nội địa thì cũng ít thôi, hoặc xuất khẩu sang EU hoặc sang Mỹ hoặc sang Úc hoặc sang Nhật các thứ cũng lượng không bao nhiêu. Cho nên bây giờ nói chung là ở một mức độ này, mình quan hệ với tất cả các nước, quan hệ với Mỹ cũng tốt, quan hệ Trung Quốc cũng tốt, vì cái sự phát triển của đất nước Việt Nam. Đấy, xin mời John. Chào anh, chào các anh chị kìa, mở lại. Anh đâu có cần phải giải thích mấy thằng đầu bò, anh nói nó thừa biết những cái chuyện mà thương giao hòa buôn bán, thì ở trên thế giới ai cũng vậy. Cái hàng ở đâu nó rẻ thì người ta được quyền người ta mua thôi, còn cái chuyện chính quyền là khác, còn cái chuyện thương nông buôn bán như là cái chuyện business thì cái chỗ nào của đất nước nào nó bán máy móc rẻ thì người đó mua thôi, chứ có cái gì đâu mà anh cần phải giải thích. Cái đám đầu bò này hở cái là nó muốn mất, hở cái là cái gì, mua hàng ở nước nào là phải lệ thuộc cho nước đó sao? Ví dụ như thằng Mỹ nè, nó đang bán gạo Jasmine Rice với lại bán đậu với bán đậu nành đồ qua cho bên Mỹ, là Mỹ phải lệ thuộc thằng Mỹ sao? Tại sao những cái thằng đầu bò này nó hở cái là nó cứ nói là Việt Nam mình mua ở chỗ nước nào là nước là Việt Nam mình phải lệ thuộc cho nước đó à? Là thí dụ như bây giờ nè, ở bên nước Mỹ nè, nước Mỹ hiện giờ nó đang tẩy chay những cái loại thực phẩm của bên Trung Quốc, nó đem qua nó bán cho thực phẩm của bên Trung Quốc, nó đem nó bán qua giống như bên thực phẩm của bán cho chó với súc vật ăn á, nó cũng có mấy cái chất độc á, cái đó là rủi ro thôi chứ đâu phải là lúc nào cũng là nước Mỹ. Vậy là nước Mỹ đang đầu độc cho thực phẩm cho súc vật là bị lệ thuộc cho Trung Quốc à? Cứ hỏi một cái là cứ bị một cái chuyện accident gì là cứ đổ thừa là cái chỗ đó là phải lệ thuộc vô rồi Việt Nam đầu độc à. À, đồ Việt Nam xấu, đồ Việt Nam bị nhiễm độc. Tại sao một năm đồ Việt Nam nó nhập qua bên nước Mỹ bao nhiêu tỷ đô la mà người ta không có một lời nói là đồ Việt Nam có đồ độc, có bị độc hay không độc không? Em ăn đồ Việt Nam, một năm trung bình em ăn đồ Việt Nam, em phải mua đồ Việt Nam tệ lắm cũng phải từ 5-6 ngàn đồng tiền Mỹ đó, 5-6 ngàn đồng tiền Mỹ. Trong gia đình em không á, em mua để ăn cái đồ thực phẩm á, nước mắm, gạo, xoài, trái cây rồi đó. Tại sao mà người ta không có những đồ Việt Nam nhập qua đây? Là những ông thương gia lớn giống như ông ở bên Seattle, là ông có ông Trần Đức, là ông nhập qua đây một năm cả bao nhiêu triệu đô la đồ qua Mỹ, gạo, nước mắm, rồi bột, rồi đủ thứ loại hết, tổng hợp những hàng Việt Nam nhập qua đây, mà tại sao người ta không có một cái lời mà người ta kiện cũng hàng Việt Nam có chất độc? Chỉ có những thằng bao que mở lồn nó ra là Việt Nam là bị đồ Việt Nam bị độc đó, phải so sánh như vậy. Những thằng mỏ lồn này tụi bay lên đây cứ hỏi một cái là đồ Việt Nam có độc, tao mày có một cái dẫn chứng nào, có một cái dẫn chứng nào, thằng mấy thằng chó tụi bay cứ lên đây cứ hỏi một cái là Việt Nam nọ, có một cái dẫn chứng nào ở bên nước Mỹ hàng Việt Nam nhập qua nước Mỹ mà bị
rồi là bị lỗi, bị chất độc chưa, hay là chỉ có hàng của Trung Quốc? Hỏi một cái là Việt Nam là đồ Việt Nam là không tốt, đồ Việt Nam là cái lọ cái chai. Anh có biết thêm một cái hàng nữa, bây giờ hàng Việt Nam mình nó qua bên này á, không phải nó bán trong chợ Việt Nam mà huống chi nó bán vô trong chợ Mỹ nữa, thực phẩm đó, thực phẩm Việt Nam mình, giống như là cá ba sa trong chợ Mỹ, giống như điển hình giống như là Costco. Costco là một trong chỗ nó bán, cái chợ nó lớn, nó bán giống như cái chợ, nó giống như cái chợ nó bán cho nhiều thứ anh, cái chợ mà nó giống như mini mart, em không biết Việt Nam nó gọi là mini mart gì, nó bán mà số nhiều á, bán cho những người thương gia đó, bán cho số nhiều đó, ở trong Costco là cái chợ đó là lớn nhất nước Mỹ, mà hàng Việt Nam là tôm với lại cá ba sa, tôm đóng lạnh với cá ba sa rồi mà lát rồi này nọ, bán ở trong mấy chợ đó. Tại sao nước Mỹ, người Mỹ, người ta không là người Mỹ, những thương gia Mỹ nhập vô bán trong chợ Mỹ, mà tại sao người Mỹ người ta lại khen cái hàng Việt Nam mình, mà tại sao những thằng mặt lồn, ba sọc lồn tụi bay ở trên nước Mỹ mà tụi bay chê đồ Việt Nam là có chất độc? Tụi bay điển hình cho tao nghe, đồ Việt Nam có chất độc. Vậy thì một năm bao nhiêu triệu dân da người Tây, người ta đi du lịch qua bên Việt Nam, dẫn chứng cho tao một cái dẫn chứng là người ta bị ngộ độc thức ăn Việt Nam, một cái dẫn chứng. Tụi bay dẫn chứng cho tao nghe đi, những thằng sọc lồn tụi bay mà đủ má cứ la chê Việt Nam, đủ đồ Việt Nam, hiện giờ là Việt Nam đang bị độc phẩm, Việt Nam bị cái này, bị Việt Nam cái kia, dẫn chứng một cái đi. Bây giờ Việt Nam bao nhiêu triệu người Nhật, Thái, bất cứ những tổng hợp mọi người trên thế giới đi du lịch của Việt Nam, bao nhiêu triệu người, mấy trăm triệu một năm, có một cái trường hợp nào mà bị ngộ độc chưa? Hay là không có? Nếu mà không có thì từ đây trở đi những cái mỏ lồn của mấy ba sọc lồn tụi bay đừng có làm bộ lên đây gây thơ rồi nói chuyện là nói đồ Việt Nam đồ này nọ, trong cái mỏ lồn tụi bay lại hết cho tao đi nha. Tại vì lý do là sao tụi bay lên đây á, tụi bay không phải là tụi bay không biết, tụi bay đọc báo á, là những cái báo phản động, những báo lá cải sầm lồn ở bên này, cái đó là thứ nhất. Với thứ nhì á, tụi bay cố tình tụi bay lên đây tụi bay xuyên tạc, tụi bay cứ nó hỏi cái là nghe nói là đồ Việt Nam như vậy, nghe nói bây giờ là Việt Nam bị lệ thuộc vào Trung Quốc, bây giờ ở chỗ Việt Nam á là hả không xài tiền Việt Nam nữa, là chỉ xài tiền bên Trung Quốc thôi. Đâu con đĩ mẹ mày, còn mày xài tiền đô, mày đi qua Mỹ mày cũng xài tiền đô được, mày đi vô nước nào mày cũng xài tiền đô, vậy là cái nước đó lệ thuộc của thằng Mỹ hả, cái đồng tiền thằng Mỹ hả? Tụi bay có cái đầu mà thế, tụi bay cứ đủ má tối ngày, tụi bay chỉ có biết là đủ má pha chế dèm pha cái đất nước mình, mà trong khi đó tụi bay từ đâu ra? Thằng Mỹ nó chửi tụi bay là phải, đủ má tụi bay chỉ là những thằng ăn hại. Mình xin ông già tao hồi xưa ông già tao chửi. Mình xin 10 giây là thông báo với tất cả các bạn ở trong diễn đàn, anh cứ Xá Duy Tân vừa lên cái kênh của tôi nhá, nhìn thấy mặt anh Xá Duy Tân cái là đánh sập nick của anh ấy luôn. Anh có nhắn tin cho tôi và thông báo tới tất cả các bạn ở đây có một thằng que thằng củi nào đấy để chúng nó chuyên môn nó rình mò để nó rích líp anh em, cho nên là anh em cẩn thận một chút. Rồi xin mời luôn. Rồi chào thành phố. Anh em nói không? Đó, này đó. Ông già đó hồi xưa ông nói ông già đó là người Mỹ, ông già xưa tao ông dạy cho những cái lũ tụi bay lũ má lái máy bay á. Ông già chửi tụi bay những thằng đi đánh thuê mà tối ngày tụi bay cứ nghĩ tụi bay là chủ, tụi bay là sai khiến, tụi bay tối ngày tụi bay chỉ có biết xòe tay ra dựa lưng vô người Mỹ, người ta yểm trợ cho, tụi bay chỉ biết như vậy thôi. Tối ngày tụi bay chỉ biết dựa hơi xong rồi lãnh lương, chỉ có mặt là đặt tên thôi, lãnh lương xong rồi cứ hỏi một cái là đồ Mỹ number one, cái gì cũng number one, xong rồi bắt đầu là chê. Nhưng mà thử giống như tôi nói lại một cái câu hồi trước giải phóng, lính có lính Việt Nam Cộng Hòa, có một thằng lính Việt Nam Cộng Hòa nào mà được đi qua bên các nước châu Phi đồ này nọ để làm trong cái khối UN không? Có không? Nếu có mà tại sao mà bây giờ cứ nói là thằng Cộng sản, mà tại sao mà thằng Cộng sản nó lại có lính, nó có lính Việt Nam mình cờ đỏ sao vàng mặc áo đằng ri đi qua bên nước ngoài, đi qua bên châu Phi giúp đỡ những cái nước chiến tranh đó là tại sao? Tự nhiên Cộng sản bây giờ nó mạnh, nó càng ngày nó lên. Ngày xưa cái thời chiến tranh, cái thời sau, cái thời mà bao cấp, nghèo thì ai cũng vẫn nghèo hết. Ta nói trên cái nghèo đó ai cũng phải chịu hết.
tao nè, gia đình tao trong cư xã Bắc Hải nè, một trong những gia đình sĩ quan nè, tao cũng phải đi ăn cơm độ, tao cũng phải đi kinh tế mới, mà tại sao tao phải mừng cho đất nước Việt Nam mình là lý do là sao? Tại vì tao còn một khúc dòng máu của tao là người Việt Nam, má tao là người Việt Nam, ba tao là người Mỹ, tao vẫn hạnh diện là người Việt Nam. Tụi bay phải nên nhớ là như vậy. Đủ con đĩ mẹ tụi bay đừng bao giờ dèm pha đất nước Việt Nam mình, những thằng lồn, những thằng thuốc vật. Tao phải lên đây mà tao lên xưng hùng xưng bá mà tao chửi thề đâu. Tại vì cái lũ tụi bay á, lúc nào cũng vậy, đủ má tụi bay cứ la là bên nước Mỹ là cái lọ cái chai đây nè, nghe muốn ông tao ở San Francisco nè, tao đang làm San Francisco nè, đâu có ăn mày, đây nè, ngó nè, con đường này ở thành ghé trước mặt, thấy chưa, nó nói rõ không, đâu có ăn mày. Ở San Francisco là một trong những cái thành phố tiểu bang nó lớn nhất du lịch nè, tao đi con đường này nè, đâu có ăn mày, đâu có ăn mày, đâu có ăn mày, không ăn mày đâu. Cái gì cũng vậy, lúc nào cũng vậy, tao muốn ăn mày không, tao cho coi nguyên một cái làng luôn. Nhưng mà tại vì tao không muốn cho cái ở đâu cũng vậy, ở trên thế giới chỗ nào cũng vậy, cũng có cái tệ nạn, cũng có cái người giàu và người nghèo. Đừng bao giờ, đừng bao giờ có người mình cắt máu tụi bay ra thử đi. Tụi bay dựng máu đỏ da vàng, tụi bay cắt máu ra tụi bay đi. Cái da tụi bay cho mày, cái đầu tụi bay nhuộm màu xanh, màu đỏ, cái gì cũng vậy, cắt cái máu tụi bay ra, vẫn là người Việt Nam. Hằng ngày mày vẫn ăn gạo và ăn nước mắm, đủ con đĩ mà ha mày. Cái họ của mày vẫn là họ Trần, họ Nguyễn, đủ mẹ tụi bay. Đừng có bao giờ mà tụi bay chơi Việt Nam, Việt Nam. Cái chế độ ngày xưa, ok, cộng sản hay không cộng sản gì hết á, bây giờ người ta không quan trọng. Miễn làm sao người ta, dân người ta happy, người ta giàu, dân người ta giàu, người ta xây nhà xây cửa phà phà lên là người dân happy rồi. Không cần phải 10 đảng, 20 đảng, một đảng dân nó đã sung sướng như vậy rồi. Tối ngày cái tụi lũ chó đẻ tụi bay lên là phải đa đảng, đa đảng. Mày ngó vào bên hiện bây giờ nè, thằng Thái Lan đó, hai đảng đó, là sao? Bên này canh bên kia bắn nhau phà phà. Cách đây 4 năm trước, 5 năm trước, Thái Lan là một trong những nước du lịch đứng thứ nhất, thứ nhì trên thế giới. Mà tại sao bây giờ người ta sợ, người ta không dám vào Thái Lan nữa là lý do tại sao? Đang đứng ở đây, Thái Lan bây giờ mày đang đứng cái là bị gì không? Bị tụi nó nắng bom, trọi bom, bắt cóc, biểu tình, bắn nhau. Ai còn dám đi du lịch nữa? Mà tại sao người ta đổ phà trên thế giới, đổ phà phà qua Việt Nam là lý do tại sao? Việt Nam là một cái đất an bình. An bình không chiến tranh. Mày có thấy những ông tổng thống điển hình giống như tổng thống Donald Trump là tổng thống Mỹ. Thằng đó là thằng đó sợ chết nhất. Và cái thằng ông tổng thống đó là rất là đa nghi đa kỵ. Mà tại sao ông thích gì Việt Nam? Ông chưa bao giờ ông khen ai đất nước nào. Ông đó là ông kỳ thị. Thấy những thằng mà da trắng mà tóc bạch kim, mà tóc cỡ mà tóc mềm như đó là kỳ thị. Ông vẫn nói ông rất thích Việt Nam. Nếu mà một vị tổng thống Mỹ mà họ hạ mình, họ đi qua bên cái nước nào, họ cầm cái lá cờ của đất nước đó vẫy chào như vậy người ta và đón những vị lãnh tụ ở bên qua bên nước Mỹ, thì á, tụi bay nghĩ đi, cái đất nước đó đó có giá trị hay không? Thằng Mỹ nó mới bỏ vô, nó mới nhúng tay vô. Mày nghĩ cái những cái nước khác giống như thằng Thái Lan, tại sao Mỹ nó không qua bển? Ông Trump không qua bển làm gì? Ông Trump không qua bên nước Thái Lan để làm gì? Ông Trump không qua bên Campuchia để làm gì? Mà tại sao ông Trump đi qua bên Mỹ? Lý do tại sao? Nên nhớ, trước khi ông Trump ông làm tổng thống, ông là một trong những người doanh nhân và ông là salesman. Salesman có nghĩa là nước Mỹ là ông là người buôn bán, cái người là môi giới buôn bán ngày xưa. Cái background của ông, gia đình của ông là thương gia. Người ta very smart, người ta rất là giỏi, người ta thông minh, người ta tính toán, người ta nói đoán trước được cái đất nước Việt Nam mình là lý do tại sao. Người ta nói đất lành chim đậu, đúng không các người? Lý do tại sao mà ông đi qua bên nước Việt Nam? Ông bước qua Việt Nam cái là ông đã bán được 20 mấy tỷ. Ông đã bán được 20 mấy tỷ gì máy bay cho Boeing, 22 tỷ. Boeing hiện bây giờ là tao là cái người là sống nhỏ lớn ở bên Seattle nè. Seattle là Boeing á đó. Mà tại sao á
là như vậy. Ông mới bước qua Việt Nam thôi là ông đã bán được 22 tỷ. Việt Nam, nếu mà Việt Nam nó nghèo quá, Việt Nam nó khổ quá, mà nó có 22 tỷ nó mua 100 chiếc máy bay hả? Mua 100 chiếc máy bay hả? Tụi bay phải nên nhớ nè, dùng cái đầu tụi bay lại đi. Đừng bao giờ, nếu mà tụi bay còn nghĩ là tụi bay nói tụi bay yêu nước Việt Nam, hoặc là tụi bay nói là tụi bay phải đứng lên đấu tranh để cho dân Việt Nam. Dân Việt Nam đéo cần những thằng xàm lồn giống như tụi bay lên trên này. Dân Việt Nam chỉ cần là tụi bay làm người tốt, sống ở đâu tụi bay lo chỗ đó đi. Sống ở chỗ nước Mỹ thì tụi bay tự lo cái bản thân tụi bay đi. Đừng có đi ăn bám nữa. Tao biết tụi bay nói lên thì tụi bay nhục nhã, nhưng mà tự tao cũng không muốn nói. Không muốn nói. Tụi bay tối ngày tụi bay lên tụi bay chê Việt Nam, chê Việt Nam. Nhưng mà bản thân trái lại á, tụi bay có ai chê bản thân tụi bay chưa? Tụi bay có perfect 100% ở bên nước Mỹ chưa? Hay là tụi bay chỉ là những thằng ăn bám bên nước Mỹ này? Tụi bay chỉ là còn ăn welfare, tụi bay vẫn còn cheat taxes, tụi bay vẫn còn đủ thứ cái lọ cái chai. Con cái tụi bay có perfect chưa? Con cái tụi bay có nơi đi ăn học chưa? Hả? Hay là những người ở Việt Nam hiện bây giờ người ta khá giả là gì? Giờ đất cát đồ lên, tiền bạc lên. Tao điển hình giống như bà chị ruột tao nè. Bà chị ruột tao, bà chị hai tao nè. Bà đi du lịch qua Mỹ, qua bên Thái Lan đồ phà phà. Bà không phải là cộng sản nha. Bà chỉ là một người phụ nữ bình thường, doanh nhân bình thường ở Việt Nam. Gia đình tao là không bao giờ gửi tiền bạc gì về. Tự vì chỉ buôn bán ở Việt Nam, chị khá giả. Tao nói xin lỗi, một người phụ nữ mà nuôi con hai đứa con gái, cho con đi qua Mỹ đi ăn học ở UC Berkeley mà học về phờ, mà về là về pharmacist á, là về cho 6 năm ở pharmacist, một năm á là 80.000 đô. Một người phụ nữ Việt Nam thôi, huống chi mà 96 triệu dân mới, đất nước Việt Nam mình mới phát triển là sau cái ngày ban giao năm 1996, sau đó mới phát triển được từ 20 năm. Tụi bay thử so sánh cái economy, cái chuyện mà gọi là cái xây dựng nhà cửa thôi, mà so sánh giữa thằng Hồng Kông và thằng Singapore đó. Việt Nam 20 năm, thằng Singapore, thằng Hồng Kông dưới đô hộ của thằng Anh 100 năm mà nó có được giống như Việt Nam bây giờ không? Những cái high rise, những cái freeway, những cái overpass mở đường rộng rãi ra, nhà cửa dân nó xây. Dân Việt Nam là những người tự, là người dân người ta đi tự người ta xây thôi. Đất nước Việt Nam đâu có bỏ tiền ra cho dân xây tiền đâu. Việt Nam đâu có bỏ tiền ra cho dân xây nhà xây cửa đâu. Dân tự xây đó. Chứ đừng có nói là 96 triệu dân là 96 triệu người đi ăn hối lộ nha tụi bay. Đừng bao giờ tụi bay nói là những như vậy nha. Đó. Tụi bay mở mắt tụi bay ra đi. Nếu mà tụi bay là con người, nếu tụi bay là con người thì yêu cầu tụi bay chỉ có một cái. Tụi bay nếu mà gọi là yêu đất nước Việt Nam thì tụi bay chỉ có tiếng Mỹ nó chỉ nói một câu là shut the fuck up. Ok. Tiếng Việt có nghĩa là câm cái mỏ lồn tụi bay lại hết đi. Đừng có sủa bậy nữa. Tụi bay muốn thích lên những diễn đàn, tụi bay trao dồi. Ô anh Bằng ơi, hôm nay tôi bắt có học được một cái điều mới này, tôi muốn trao dồi với anh Bằng, trao dồi với các anh em ở Việt Nam. Cái này có đúng không? Cái này cái kia có đúng không? Cái đó tụi bay mới gọi là yêu đất nước Việt Nam. Và tụi bay trao dồi những cái ở bên đất nước này, tụi bay học được những cái gì mà thông minh hay những cái gì sáng tạo mới. Cái đó mới gọi là trao dồi. Tụi bay, tôi nói là tụi bay thương nhân rồi thương ấy, đéo cần. Tụi bay lên đây tụi bay xuyên tạc cái hở một cái, nói ra thì tụi bay chửi tụi tao là bưng bô, nói ra thì tụi bay cãi không lại, phản biện với tụi bay lại thì tụi bay nói chửi là ông hồ này, tụi bay ông hồ nọ, dưới chính quyền cộng sản là nói cái này nói cái kia, cộng sản ăn hối lộ. Ở đâu cũng vậy, cũng có người xấu và người tốt, đồng ý, cũng có người ăn hối lộ, cũng có đụng mà công an tầm bậy tầm bạ, nhưng bà cũng đã bị trừng trị có hay không. Điển hình giống như rồi bắt Trọng, bắt nguyên một cái tập đoàn đó trăm mấy bao nhiêu ngàn tỷ đó, từ ông đại tướng mà tới ông thiếu tướng lôi ra hết, đồng viên na sinh đó ông cũng bắt, ông cũng chạm hết. Ông cái chuyện gì cũng vậy, làm sai, con người mà làm sai có ngày cũng bị phạt, ông trời lúc nào cũng phải vậy thôi. Ở bên nước Mỹ tụi bay đừng có nói là nước Mỹ không có tệ nạn. Tao sống ở San Jose, tao nói cho tụi bay nha, những quán cà phê cởi chuồng, những quán bia ôm ở dưới San Jose, tụi bay đừng có nói là không có công an bảo kê. Đủ má công an bảo kê không, lên trên báo Mỹ luôn á.
lên trên báo Mỹ luôn á. Tụi bay có cần tao điển hình tao đăng lên trên nhà tao cho tụi bay coi không hả? Đăng lên cho tụi bay coi không, là công an bảo kê không, là cảnh sát Mỹ bảo kê không á? Mới bị bắt cách đây 3 năm trước bị bắt nè, đâu má là con cảnh sát bảo kê cho những quán cà phê cỡ chuồng ở dưới sao xế là Bắc Cali á, bảo kê rồi, cho chồng cần sa, bảo kê cho má mở quán bia ôm. Vừa rồi ở ở Redminster ấy, ở chỗ mà ông Tạ Trung Trí thị trưởng bắt được 11 cô gái Việt Nam nhé, gốc Việt đấy, làm gái điếm. Đó anh. Anh nghe em nói không anh? Có, nghe rõ. Tụi bay cái lúc nào tụi bay cứ chơi bời, chơi Việt Nam. Tao nói cho tụi bay nghe nè, tao có những thằng bạn Mỹ nè, Mỹ trắng nha, là doanh nhân ở bên này nha, công ty của nó bao nhiêu thợ, ống nước nha. Nó về Việt Nam cưới vợ nè, vợ nó sang đây nè, Mỹ trắng nè. Đó, công ty đó ống nước ở San Francisco đây nè, thấy chưa? Cưới vợ á, Việt Nam á, cưới vợ Việt Nam nó sang nè, nhà cửa nè. Sao thấy đây? Long time no see, man. Yeah, man. How you been? Good, man. You coming, huh? Yeah, man. Run beautiful, man. Hey, how you doing? Đó, anh chàng này là một anh chàng doanh nhân ở bên bên. It's only the only Vietnam. Yeah, always say that Vietnam no good, Vietnam no good. It's nice, huh? Thôi em chỉ nói với lại anh chị vậy. Ok. Dạ. Xin cảm ơn John. Dạ. Ok em, anh chị ơi, em xin. Rồi xin tạm biệt các bạn nhé, vì là phải lên cho cháu nó ngủ, không thì nó thức 12 giờ, mẹ nó đi vắng. Rồi xin cảm ơn tất cả các anh chị. Vâng, xin lỗi anh Vinh Đỗ nhé. Với lại anh vâng, thì là em sẽ xin kết thúc chương trình ở đây. Phải lên cho cháu nó ngủ, không thì nó thức 12 giờ đêm, ngày mai nó còn phải đi học thêm. Vâng, xin cảm ơn tất cả các bạn, chúc các bạn một đêm ngon giấc, xin chúc các bạn bên nước ngoài một ngày làm việc vui vẻ. Vâng, xin chào tạm biệt các bạn.